Và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại map thi đấu thứ hai, map thi đấu Inferno, trong cuộc đụng độ giữa Vitality đối đầu với cả Team Sprout. Và map thi đấu đầu tiên thì phải nói rằng là cực kỳ nhanh cũng như là gọn gàng đến từ Vitality để có thể kết thúc đi map thi đấu đất sai và vừa lên dẫn trước ở trong cặp trận thi đấu B3 này với tỷ số là 1-0. Ở trong cái map thi đấu đầu tiên chúng ta có thể thấy rằng đó là Team Sprout họ gần như bị out hoàn toàn so với cả Vitality. Họ phải nhờ vào những tình huống đẩy tốc độ trận đấu lên rất cao, và đó mới là khi mà Vitality có một vài tình huống không kịp trở tay. Còn nếu như để so với mặt tactic cũng như về độ quái thì thực sự Apex đã trên cơ hoàn toàn so với các đội của Sprout. Chính xác là như vậy, khi mà bên phía T-side thì Sprout gần như không thể hiện được quá nhiều điều, thậm chí rằng tôi có nói vui một chút khi mà chúng ta còn không thấy hình ảnh ở khu vực bom site B, nhưng giờ hình ảnh ở Inferno đã lên. Nhưng Misuta chỉ làm được một mà thôi. Stay ở đây là bắt chết được Misuta. Apex lên tiếng và Speedy cũng có cho mình được một mạng. Thì bây giờ đôi về tôi là 3v3, bắn nhau rất nhiều và Dupree đã là người đưa Speedy xuống lỗ. Dupree vẫn đang tiếp tục. Dupree đang còn cấu thêm một mạng của vị trí Stay ở nữa. Và kết thúc round cho Piston với triple kill cho Dupree. Một round gì đó Dupree đã làm quá tốt, giống như những gì anh đã thể hiện ở trong map thi đấu đầu tiên, map thi đấu đất sai, với một cái chỉ số KD phải nói là vô cùng ấn tượng. Và sang đến cái thi đấu chính xác là map Inferno, một map mà có thể nói là nhà của Dupree cũng như là Marcus, thì cái việc họ có thể tỏa sáng được là điều mà chúng ta có thể được dự đoán từ trước. Và giờ đây thì Sprout họ để thua trong round Piston thì nó đã là một cái bất lợi rất lớn rồi. Không biết rằng Sprout có quyết định eco hay không đây. Không, sẽ là fork buy luôn. Và với cái round thi đấu này thì đội hình của Vitality lên cho mình 4 khẩu rifle, bắt đầu đi tanh thẳng lên khu vực mid đồ. Maric đang trốn lui trốn ủi ở khu vực boiler và chỉ một mình anh ý ở quanh khu vực bom xe A mà thôi. Bắt đầu lắc ra, Maric có một rồi, không hề có flash phụ trợ để có thể làm hai. Nhưng với việc mà Maric gây được cái sự khó chịu như thế thì khiến cho Vitality phần nào đó cũng đang gặp những cái sự trở ngại. Maric muốn lắc ra nhưng bây giờ đến lượt Speedy. Đội hình của Vitality họ cũng đang mất rất nhiều thời gian cũng như là cái nhân lực của mình ở cái khu vực middle này, nên chuyển hướng về khu vực bom xe B là một lựa chọn hợp lý thôi. Không một ai nhìn lại vào khu vực boiler cả. Và bây giờ thì Vitality họ chuyển hướng vào bom xe B, hơi kẹt một chút xíu, Maric không quay lại được. Và còn lại hai người Vitality thôi, bây giờ thì còn về hai vết tài. Thì Maric và Speedy là hai player cuối cùng còn sống sót bên phía của Sprout. Họ đang dần dần backup trở về, và nếu như bắt được Speedy thì cơ chiến thắng Vitality sẽ rất rõ ràng và mọi chuyện nó xảy ra đúng với kịch bản mà Vitality họ ngờ tới. Một mình Maric anh ta sẽ phải đi xếp cho mình ra cái giáp hai này. Một chiến thắng tương đối vất vả ở lượt thi đấu second round này cho Vitality. Cần tìm thêm những cái lô hỏa lực nó ổn áp hơn so với khẩu Mark 10, nhưng mà thôi. Giờ mà lao vào khu bom CB thì không khác gì là đi chết luôn cho nó nhanh. Dẫu sao thì player người Hà Lan này cũng chưa thể hiện được quá nhiều điều ngoài cái việc là anh ý có thể tạo ra được cái sự khó chịu ở cái khu boiler, một cái vị trí mà có lẽ rằng Vitality họ không ngờ đến. Cũng là điều dễ hiểu thôi khi mà chiếm mid rất lâu rồi mà mãi không thấy ai lắc ra cả. Và Maric với một cái timing ổn áp thì anh ý cũng có cho mình đó là một đầu. Maric mà lại là người Hà Lan, thế thì không biết liệu đây có phải là ghép tên của Martin Garrix vào hay không nhỉ? Có lẽ là nghi vấn đó tôi sẽ để sau. Và bây giờ chúng ta được nhìn lại một chút những cái tình huống thi đấu ở trong cái round thi đấu thứ hai vừa rồi. Một round thi đấu nhìn chung khá là chảy ra chóc vẩy đến cho vị trí của Vitality. Họ bị rơi khá nhiều súng, tuy nhiên thì cũng khá là may khi mà chiến thắng vẫn sẽ ở lại với đội tuyển đến từ nước Pháp này, đội tuyển óng vàng, nhưng lần này thì logo đang đổi thành óng đen. Và bây giờ Slug đã có được cái đầu của Zygu rồi, rất sớm trợ thôi. Slug đang muốn tạo thêm những sự đột biến nữa. Slug phát hiện đối phương vẩy và khiến cho Apex yếu máu. Những viên đạn Scout nó đang đúng được địa chỉ và khiến cho đội hình của Vitality họ gặp rất nhiều cái sự trở ngại. Mặc dù đúng đây chỉ là một round thi đấu eco thôi, xếp lại Scout cũng như là chơi lại DE từ Maric. Và bây giờ thì Slug đã phải ra đi rồi, nhưng Misuta phải trả giá với một lượng máu là rất lớn. Tuy nhiên rằng đội hình của Sprout họ đang để cho khu bom xe rất trống trải và chủ động muốn đẩy ra khu vực chuối. Apex đang gọi rất lớn nhưng Apex cũng chỉ làm được một mà thôi. Hơi vội vàng từ Apex và đưa tình cảnh về là 3v3. Vẫn sẽ là khó cho Sprout, nhưng Vitality một round thi đấu anti-eco mà họ mất nhiều thứ như này thì dẫu sao không phải là quá thành công. Các thành viên của Sprout có lẽ là họ đã mãn nguyện với những cái lượng hỏa lực mà họ thu lại như này rồi. Họ có được cho mình hai khẩu AK. Đây sẽ là một hai khẩu súng mà nó sẽ khiến cho round đấu tiếp theo của Sprout nó sẽ khó khăn hơn cho Vitality hơn rất nhiều. Speedy với khẩu SP anh ta có ngã súng không vấn đề gì cả. Cái quan trọng là những hỏa lực mạnh nhất họ vẫn giữ lại được. Đây vẫn sẽ là chiến thắng cho Vitality thôi. Nhưng mà một lần nữa họ lại rơi đi cho mình hai khẩu súng.
Và điều này đẩy thẳng Apex cũng như là Zygu vào trong một cái lượng kinh tế không được ổn định. Chắc chắn sẽ cần phải nhờ cái sự phụ trợ của Magit và những người đồng đội để drop súng thôi. 3-0 cho Vitality, đó là điều chắc chắn. Nhưng 4-0 thì lại là một câu chuyện khác. Round sau thì Slug chắc chắn sẽ đủ tiền nếu để buy mình khỏi WP. Và đối với cả Zygu cùng với Vitality thì có lẽ LPP sẽ là một cái vũ khí mà họ sẽ cần phải cân nhắc rất nhiều. Round thi đấu mà các thành viên của Vitality cũng khá khó khăn. Và nó cũng đã khiến cho lượng tiền tới từ một vài player của Vitality sẽ gặp hơi chút khó khăn trong cái tình cảnh này. Và bây giờ thì Vitality họ vẫn có thể full buy được cho bản thân của mình thôi. Tuy nhiên như chúng ta đã nói trước đó thì lượng tiền không phải là có quá nhiều. Misuta đã chính thức phải ngã xuống và bây giờ lại là cơ hội để cho vị trí của team Sprout. Đang có một player đến từ Vitality check khu vực lầu A, đó là Chan Dupri. Nhưng hiện tại anh ta vẫn chưa thu được quá nhiều thông tin khi toàn bộ bom xe của Sprout họ đang thu về rất sâu trong bom xe. Bắn đội hình default 3A và 2B. Với việc có lợi thế hơn người như này thì đội hình của Sprout họ hoàn toàn có thể chơi được một cái phong thái chủ động và chủ động kê những cái vị trí chốc point thôi. Vitality thì họ sẽ cần đồ đạc để có thể che đi những cái khu vực đó. Đã biết rằng có ốp ở khu vực Axe rồi, chỉ bằng một quả flash thôi. Nhưng với một quả nade thì Magic Boy cũng đã bị cấu đi khoảng nửa cây máu. Vitality với lượng đồ đạc này liệu có muốn setup một tình huống fake hay không đây? Khi mà tôi thấy trong tay Apex đang sẵn sàng một quả flash. Và quả flash này thì có lẽ nó sẽ ném vào khu vực lầu A dành cho Dupree. Nhưng giờ đây thì cần phải chiếm được khu vực mid đã trước khi mình tính đến những cái câu chuyện xa hơn. Đang có lợi thế hơn người dành cho vị trí của team Sprout. Và bây giờ Slug anh ta sẽ muốn đưa khẩu súng này ra ngoài. Anh ta tìm thấy được mạo Dupree nhưng anh ta cũng không thể sủi được dưới hậu súng của chàng Zygu đâu. 3v4 trong bom xe A lúc này chỉ còn lại một binh vị trí speed thôi. Anh ta sẽ cần backup về. Marix đã lên tiếng thành công với cái mạng của Apex. Thời gian không còn là có quá nhiều nữa. Speedy vẫn đang cố gắng quẩy. Anh ta sẽ cần phải làm tốt hơn. Nhưng bây giờ Magix đã vào được trong bom site A. Và họ sẽ cố gắng hạ quả bom này xuống. Bảo kê đến từ vị trí của Zygu. Và Zygu có bắt thêm ai không đây? Anh ta cấu đi yếu máu của anh chàng Speedy rồi. 22 HP có lại đến từ Speedy. Nhưng lượng máu Vitality họ cũng không còn là nhiều nữa. Magix lần này đã chính thức hy sinh. Và Zygu cũng không còn sống trong bản đồ này. Đó là đoạn hiệu chiến thắng đầu tiên để cho mầm non từ nước Đức. Đồ đạc rất nhiều khiến cho đội hình của Vitality không còn nhiều không gian để di chuyển nữa. Một quả smoke trả ra khu xe dơm là khá khôn khéo từ Magic để có thể vào khu vực bom xe A và hạ quả C4 xuống. Nhưng như vậy vẫn là chưa đủ khi mà có một người cục under balcony thì vẫn là một cái mối nguy rất lớn dành cho Vitality. Và đây lại là tên Slug thôi. Round thiếu trước bắn scout tốt bao nhiêu thì round này có khẩu ốp. Rõ ràng nó đang tạo được cái sự khó chịu dành cho đội tuyển đến từ đất nước Pháp, Vitality. Rao thi đấu chiến thắng đầu tiên đã có. Và nó ngay lập tức đẩy các thành viên Vitality phải vào một tình cảnh yếu tiền. Đây sẽ là key round dành cho vị trí của Vitality rồi. Trong khi đó với Sprout thì lượng tiền của họ sẽ thoải mái hơn khá nhiều. Khi chúng ta nhìn thấy vị trí của Marix, Sterer cũng như là Speedy. Lượng tiền họ đang tương đối thoải mái và phần nào đó đến cả vị trí của Ra nữa. Đang có những cái ý đồ hướng lên bom xe A tới từ Vitality. Lâu A họ chiếm được hoàn toàn những từ nãy giờ chúng ta thấy rằng đó Sprout thì họ cũng không quá mặn mà trong việc đó là cố gắng đẩy cao đội hình của mình. Và bây giờ thì vẫn có thể bay được đến từ những chú ong. Và đội hình của Sprout thì lần này vẫn là một cái lối chơi quen thuộc thôi. Đó là 3A và 2B. Bom mìn được drop ở khu bom xe B là rất nhiều, giúp cho Sprout có thể giữ nó một cách cẩn thận cũng như an toàn mà không tốn nhiều cái sức lực cũng như là cái nguy cơ mất người. Và bây giờ thì bắt đầu đẩy ra nhưng mà Slug đã phát hiện ra đối phương, chủ động phải lùi về ngay thôi. Một tình huống muốn tạo ra cái sự đột biến nhưng mà chưa thể nào mà giúp cho Sprout có được lợi thế hơn người. Và với việc biết ốp của đối phương ở khu vực Axe thì rõ ràng là đội hình của Vitality họ sẽ cần phải suy tính đến những cái việc gây áp lực ở khu vực Axe này trước đã. Và sau đó sẽ là tiến vào khu vực Boiler chẳng. Hay là muốn quay ngược lại về đây khi mà đội hình của Vitality họ đang di chuyển tận 4 lầu. Và Apex thì có smoke cũng như là flash hoàn toàn thể phụ trợ cho một tình huống setup flash để nhảy lầu. Và hãy cùng xem nào, Apex chắc chắn sẽ đem flash để nhảy lầu. Một quả flash được trả ra, Speedy ở đây đã bắn kẹp cùng với người ở khu under balcony. Đó là Maric và bộ đôi này đang làm quá tốt nhiệm vụ của mình. Khiến cho Vitality họ như ong vỡ tổ vậy. Và thôi mọi thứ đã là quá muộn màng khi Apex di chuyển vào thấy đồng đội chết hết. Thì có lẽ lựa chọn duy nhất mà anh chàng Apex có thể làm đó là xếp súng thôi. Để thua một key round và nó sẽ
giúp cho Sprout có khả năng rất cao để lên được cho mình con số đó là 3 đều. Thì round thi đấu này Vitality cái lượng tiền của họ gần như là không có quá nhiều đâu. Chiến thắng vô cùng quan trọng và chúng ta thấy rằng đó là ở trên map pick của đối phương, Sprout đã làm tương đối tốt. Họ không để cho Vitality có một cách biệt quá lớn. Và trong round thi đấu vừa rồi chúng ta có thể thấy rằng cũng là các thành viên của Sprout họ bẻ gãy hoàn toàn từng đợt tấn công của Vitality. Một round thi đấu mà rõ ràng ý tưởng của Vitality nó là rất rõ nét, nhưng mà với những cái góc đứng như kiểu mà các bạn thấy của Maric cũng như Speedy thì gần như cái quả flash của Apex nó không có tác dụng gì cả. Thậm chí là cả quả flash ở khu vực ống khói từ đường dài khu vực lầu A thì nó không có tác dụng với những cái góc đứng đó. Đó là một quả flash mà nó chỉ có độ hiệu quả khi có người đứng ở pit kê cương cũng như là một người đứng ở ban công mà thôi. Thậm chí là những người bắn bom xe đứng lên để có thể nhìn thẳng khu vực lầu nó mới có thể gây trắng được. Chỉ những góc đứng như kiểu vừa rồi thì vẫn sẽ là những góc đứng đẹp. Vitality họ sẽ phải chơi một game thi đấu mà có duy nhất một khẩu súng AK trên người của Apex. 4 player còn lại đó đều là những khẩu Glock, không có giáp, không có bom. Và hứa hẹn sẽ là một round thi đấu chiến thắng bùng nổ cho vị trí của Sprout. Vitality thì họ cũng khá là try hard, vẫn đang cố gắng có gọi là phần nào đó câu đi một chút những cái lượng bom của đối thủ và chờ đợi những khoảng thời gian cơ hội tiếp theo. Rõ ràng là nên câu kéo bom mìn thôi. Vitality từ nãy giờ họ chưa hề có ý định muốn sập lên khu vực bom sai B. Đừng bảo ngày hôm nay là một ngày thi đấu mà bom xe B trở thành một khu vực thất truyền nha. Dẫu sao là Vitality họ có rất nhiều bài đánh ở khu bom xe B và những cái bài chiếm chuối ở giai đoạn đầu tiên của họ cũng là khá sắc nét. Và bây giờ thì trông giống là lên bom xe B thật, nhưng mà làm gì có bom đâu. Một táp đến từ Steyr hạ ông Apex thành công, người giết có AK. Nó trao tay lại cho vị trí của Magic. Nhưng bây giờ Steyr góc đứng cương như này là một lựa chọn cá nhân mình đánh giá là ổn thôi. Bắn không trúng thì lùi về trả smoke ra, đối phương mà đi vào thì sẽ là bắn kẹp từ hai hướng. Làm sao Vitality họ sẽ dám băng qua qua cái làn smoke này đây. Câu kéo được quá nhiều thời gian rồi. Sprout đội hình ở bóng xe A thì họ cũng không hề đẩy. Họ kê rất chắc. Có một người nhìn khu vực connector để đề phòng có vấn đề gì thì sẽ báo cáo cho những người còn lại. Đó là vị trí của anh chàng Maric. Dần dần đội hình của Vitality họ sẽ chiếm được khu vực mid này thôi. Nhưng để vào sâu được trong bóng xe A thì đó sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác. Khi từng góc kê một đang là quá đẹp, một mạng dành cho vị trí của Maric, không thể có mạng thứ hai. Và đây là phần nào đó cơ hội, nhưng lửa đáp ra, Slug cũng xin luôn được một mạng của chàng Dupree. Còn lại hai player duy nhất thôi, và cả hai player từ Vitality họ đều không còn một lượng máu ổn nữa. Magic ngã xuống, Misuta cũng hy sinh, và đó là 3 đẹp để cho Sprout. Một đó theo hốt Eco để nói rằng cũng không có quá nhiều khó khăn dành cho Sprout. Còn đối với Vitality thì vị trí của Apex sẽ cần phải suy tính khá nhiều, vì chính Apex là người có lượng kinh tế bất ổn nhất ở thời điểm hiện tại của Vitality. Có vẻ như là ở cái map thi đấu này thì mọi chuyện nó sẽ gây khó khăn cho Vitality khá nhiều. Chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng việc đây sẽ là map thi đấu căng thẳng, chứ nó không bị một chiều quá giống như ở map thi đấu đầu tiên. Slug đang có một góc kê rất cường, Vitality cũng rủ thêm cả bạn mình ra nữa. Nhưng Maric là người đầu tiên vệ sinh và Slug này đã yếu lắm rồi. Lao lên rất cục sụp và toàn bộ bom xe A của Sprout đã bị clear. Họ bị quét sạch hoàn toàn. Và hiện tại trong bom xe A còn đang có một lượng bom mìn tương đối mà các thành viên Sprout họ để rơi ra đấy nữa. Đặt đầu bom này công. Và những player còn lại họ quyết định sẽ chơi an toàn, nó đi xếp súng luôn. Một chiến thuật mà mình thấy là khá dị hợm đến từ Sprout, đó là đẩy 3 lầu A đường dài. Không ai đứng ở khu vực chân boiler cả. Với góc đứng đó nếu như có một người khu vực chân boiler đi thì hoàn toàn có thể sẽ là lợi thế cho Sprout. Khi mà đó là cái góc đường bắn kẹp cho nhau. Ở đây ba cái xác sóng xoài ở cái khu vực đường dài bom đường dài lầu A này. Nó là cái điểm nhấn duy nhất ra thấy của Sprout ở trong round thi đấu vừa rồi. Chiến thắng của tên Vitality với tốc độ rất cao thôi. Chưa đến khoảng tầm 1 phút chúng ta đã biết được đội tuyển nào lên được con số 4 đầu tiên. Và đó là Vitality. Vẫn chưa thể bứt lên đến từ Sprout được. Và lượng tiền của họ thì có thể cho phép các đại biểu của Sprout chơi thêm từ 1 cho tới 2 round thi đấu nữa. Đây chúng ta cùng xem lại. Người đi đầu là vị trí của Maric. Anh ta nhìn ở khu vực đó là xuống hướng middle. Dupree lại băng lên ở phía bên tay trái của anh ấy.
kinh tế của Sprout như tôi đã nói trước đó cũng sẽ chưa bị ảnh hưởng quá nhiều đâu, họ có thể mua được tiếp trong round yếu tiếp theo. Thì mà người nhiều tiền nhất đến từ vị trí của Sprout đó là anh chàng Ra, đang có cho mình 8.400, theo sau là Stair với 6.450 đô. Và hiện tại thì Vitality, những chiến thuật đầu tiên đã được họ đã được gây ra rồi, vẫn tập trung rất đông người lên khu vực bom site A, chính xác là cả 5 player họ đều hướng lên A luôn. Lần này thì không còn cái chiến thuật dị hợm nữa, nhưng bây giờ đã phát hiện ra có địch ở khu vực đó là Boiler rồi. Và Speedy cũng chỉ kịp đổi một mà thôi. Slug đầy viên đạn ốp, nó là chưa chính xác. Và điều này khiến cho đội của Vitality họ cô lập được bộ đôi bom xa của Sprout. Với một quả smoke của Vespa thôi, C4 sẽ sớm đặt thành công. Nhưng đội hình của Vitality họ còn cho mình Dark Smoke cũng như là lửa, hoàn toàn để tạo ra được sự khó chịu. Và có một người đang móc máy từ khu mid đồ lên, nhưng Apex và Magic với việc đứng hai người ở khu vực lầu A như này, nó sẽ là những cái sự thuận lợi. Tiền rằng Rao đã bắt Magic rồi, nhưng Apex góc đứng này của Apex mới là góc đứng mà khiến cho Sprout cảm thấy bị khó đoán. Và Dufree chỉ phải hút đạn thôi. Dufree chết vì một quả nết, và ui, Apex đã bị kề vào rồi. Và thôi, Apex mà nằm xuống thì Dai Gu quá là nhiều khó khăn đi. Một quả lửa được trả ra và không còn cơ hội nào để Dai Gu để sống sót được nữa. Tưởng phá đấy mà Sprout không có smoke để dập lửa thì có khi nó là một phá hay. Nhưng mà rất tiếc Sprout họ vẫn còn smoke. Và thế là mọi chuyện được xử lý rất nhanh gọn. Và Sprout họ có cho mình một round thi đấu chiến thắng, nhưng mà họ lại quyết định sử dụng quyền tactical của Time Out. Và theo như những cái luật tâm lý học mà giáo sư Hana đã từng chỉ ra, thì thường đội nào đang thắng mà lại có một pha tactical của Time Out thì thường là round sau họ sẽ thua. Nào, hãy cùng xem liệu có phải là Sprout thua thật hay không đây. Đội hình của Vitality với việc đặt quả C4 thành công thì họ vẫn sẽ có cho mình cái lượng kinh tế để có thể buy thôi, nhưng hỏa lực nó không phải là quá nhiều. Và hóa ra Apex lại chủ động chạy ở trong cái tình huống đó, bảo sao Rao lại quay mặt để có thể check lại khu vực Boiler. Chứ nếu như mà di chuyển một cách cẩn thận và kỹ càng đi thì có lẽ Apex sẽ không bao giờ bị lộ đâu. Đều với việc có cho mình round nhiều chiến thắng thì Sprout với lượng tiền của họ vẫn đang còn khá ổn. Bên phía City mà giàu như này thì cũng là không phải quá sợ hãi rồi. Và lần này có vẻ như Vitality đã đang muốn đổi gió, họ đang lên B sớm. Magic là người đi đầu nhưng hiện tại ta chưa thấy ai cả. Bây giờ mới nhìn thấy ta có được một bạn không thể có mặt ra thì Magic chấp tới cơ lắc ra là vô cùng hay. Đổi được một đến từ cả hai team. Và bóng sai B vẫn đang thuộc quyền kiểm soát tới từ Sprout. Và bây giờ thì Vitality họ ngay lập tức tận dụng cái khoảng thời gian vừa rồi để chiếm lại khu vực chuối. Nhưng cái vấn đề Vitality họ không biết đối phương đã bắn 2A, chính xác là 2B, là solo B. Thậm chí rằng có một tình huống đẩy chay ra, nhưng Apex bật quá tốt. Cứ ngỡ rằng sẽ là setup để có thể đẩy ra chiếm lại, nhưng không, đẩy chay thì là mất hết rồi bạn ơi. Và hỏng rồi, Slug cũng được Speedy chỉ có thể đi xếp súng thôi. Và liệu xếp được hay không lại là một câu chuyện khác, khi mà Misuta cũng đang mấp mé ở cái khu vực lầu A này với một góc đứng là quá đẹp. Thế là thật thật à? Thế là định luật tâm lý học của giáo sư Hana vẫn đúng. Và đó là thắng thật. Rất chuẩn bài. Và thậm chí có thể sẽ có thêm những khẩu súng nó phải ngã xuống, nhưng đó là đến từ Vitality chứ không phải là Sprout. Khi Misuta anh ta có lợi thế hơn, nhưng Speedy lại bắn được vào đầu của vị trí trong Misuta trước. Nhưng dù và phải nói rằng đó lúc này cái lượng tiền tới từ Vitality, mặc dù họ thắng nhưng mà bởi vì trước đó họ thua khá là nhiều và họ mất rất nhiều súng nữa nên là nó không hề đầy đủ một chút nào cả. Magic 950 đô, Misuta bây giờ là 0 đồng. Và 3.500 tiền thì cùng xem round tiếp theo Misuta sẽ phải xử trí ra sao lượng tiền này đây. Rõ ràng kinh tế của các thành viên bên phía Sprout nó cũng đang ở trạng thái khá là nguy hiểm. Nhưng đây là một điều mà có lẽ rằng cá nhân mình cũng như các bạn đang xem kênh cũng rất là mong chờ thôi. Khi ở một trận thi đấu mà chúng ta liên tiếp dẫn đến những cái tình huống phải bắn những cái key round thì đó là một trận thi đấu hay. Chứ còn như ở trong cái match thi đấu đất sai thì mọi thứ có thể nói là khá nhạt nhẽo. Nhưng nó lại là cái sự gọn gàng cần thiết dành cho Vitality. Và bây giờ thì 5-4 dành cho những chú ong rồi. Slug không chủ động muốn lao ra mid để có thể pick người nữa, sẽ là một góc bắn ốp kê thủ thôi. Trả đồ ra rất cẩn thận để có thể giữ được khu vực mid này. Nhưng khu vực chuối thì lại câu chuyện khác nha. Bắt được tham mình của đối phương rồi. Magic đang có những dự kiến muốn đẩy vào và đã chiếm được toàn bộ khu vực chuối. Đó là Vitality. Họ sẽ xử trí ra sao đây khi mà rõ ràng Sprout họ còn đồ ở trong cái tình thế như thế này. Lên gác thang. Magic anh ta đã vào được trong đó rồi.
và anh ta ngay lập tức trừng phạt vị trí của Steyr, nhưng vẫn còn đó là Ra. Slug thì đang có một góc kế mid tương đối đẹp và anh ấy ngay lập tức bắt chết đi vị trí của Dupree. Trong bom say A lúc này còn lại hai player tới từ Sprout, họ vẫn đang cố gắng quẩy, trong khi đó Apex lại xin được một mạng của vị trí chàng Ra. Bom say B lúc này chỉ còn lại duy nhất một người thôi, và toàn bộ đội Vitality lúc này họ quyết định di chuyển một mạch về khu vực bom say B, nơi mà chỉ có đó vị trí của Marisk, và anh ta đang không có thông tin gì cả. Nhưng đội hình của Sprout anh họ cũng đẩy, và đang là một tình huống bánh mì kẹp thịt tới từ Vitality. Họ cần phải xử lý nhanh, họ cần phải tiêu diệt gọn, nhưng tình huống đưa về đó là hai vẽ tài, và ý đồ của Sprout cũng đã bị lộ ra. Rất may dành cho vị trí Zygu khi mà kịp sủi về, đó là vị trí trong bom side B. Nhưng Apex thì lại không may mắn thế, Apex sẽ cần phải giữ càng lâu càng tốt. Apex trả ra quả smoke rất khó chịu, và điều này khiến cho cái sự thu hút của Sprout vào khu construction nó trở nên lớn hơn bao giờ hết. Một quả lửa cũng đắc được trả ra, nhưng Zygu vẫn có chóc đứng đẹp, và Zygu hạ được Speedy rồi. Trở lại mình Slug mà thôi, Slug vẫn chỉ biết rằng đối phương hoàn toàn ở khu vực cột, mà Zygu di chuyển quá khéo với tình huống sử dụng zoom từ trước, và đó là chiến thắng dành cho Vitality. Một round thi đấu mà Apex là player tỏa sáng nhất đến từ Vitality. Anh ta lao vào bóng side B, anh ta clear, sau đó anh ta cũng tạo rất nhiều tiền đề cho vị trí của Zygu nữa. 6-4, bao mòn dần dần cái gọi là lượng tiền tới từ Sprout, và bây giờ chúng ta thấy rằng đó là một vài player của Sprout đang có dấu hiệu hơi yếu tiền rồi, đó là Steyr cũng như Speedy. Tiền nhiều đến mấy thì sẽ lúc phải hết thôi, và bây giờ thì sẽ đến key round của Sprout, nhưng họ đang có được lợi thế ở khoảng thời gian sớm khi mà Steyr bắt được Apex, thậm chí là với những quả đồ nó gây áp lực khiến cho Magic Boy mất cho mình khoảng tầm 40% máu. Và đội hình của Vitality họ không chiếm được chuối ở khoảng thời gian sớm, thì ngay lập tức đang có những cái động thái quay ngược lại khu vực mid để thể tạo ra áp lực với những cái quả smoke axe, với những cái quả flash để khiến cho Slug phần nào đó không còn có cho mình những góc đứng đẹp nữa. Và fake khu vực mid thì tạm thời là thành công, nhưng Vitality họ sẽ chủ động muốn đi đâu đây khi mà lên khu vực bom side B. Rõ ràng là một cái vị trí mà đội hình Sprout hoàn toàn thể làm chủ được khi mà đồ đạc vẫn là còn. Hiện tại Vitality họ đang muốn lên B, và vị trí của Steyr đang kề góc rất cương. Bây giờ thì anh ta đang đổi hướng lại một chút xíu, nhưng smoke được trả ra thì Vitality họ vẫn chưa thể làm gì được ở trong khu vực side B này cả. Quả smoke này tan đi, rõ ràng vị trí của Steyr anh ta vẫn đang có lợi thế hơn là khá nhiều. Còn Vitality lượng flash vẫn còn, và thậm chí họ vẫn có thể, họ vẫn còn rất nhiều nét, họ còn có cả smoke, họ còn có cả lửa nữa cơ. Gây áp lực rất lớn lên khu bom side B. Và Sprout thì họ vẫn đang án bích bất động, nhưng bắt đầu có dấu hiệu di chuyển về lại từ Merrick rồi. Vitality họ còn phải nhanh chóng hơn, hoặc ít nhất là Mizuta phải tạo được áp lực lên khu mid đồ, nhưng không, Mizuta chết chay thì khiến cho cái chặng đường về của Merrick sẽ trở nên trơn tru hơn là rất nhiều. Và bây giờ thì Vitality họ sẽ chủ động lao lên khu vực bom xe A thôi, hay là đi xếp súng đây, trông giống là xếp súng luôn rồi. Xếp thẳng cẳng luôn, và round sau thì Vitality họ vẫn có đủ tiền để full buy ở trong cái round thi đấu số 12. Còn round này thì Sprout họ đã giành được chiến thắng và giữ nguyên cho mình được cả 5 khẩu súng. Vẫn đang bám đuổi nhau rất quyết liệt đến từ cả hai team. Chưa một team nào mà nó bị quá out so với cả phần còn lại cả. À, bây giờ là một quyển tactic của thảm báo tới từ vị trí của Vitality rồi. Cả hai team đang khá là hào phóng trong việc sử dụng quyển tactic của thảm báo của mình ở khoảng thời gian đầu tiên của game thi đấu này. Do sự căng thẳng đang được đẩy lên rất cao thôi, khi mà tỷ số tạm thời chúng ta cũng đang ở trong trạng thái cân bằng rồi. Đó là 5-6 và hoàn toàn có thể sẽ là 6 đều khi mà ở round thi đấu sau chúng ta hiểu được rằng là các viên bên phía của Vitality với việc mà họ xếp súng ở bên phía T-side thì bom mìn sẽ trở nên thành một cái vấn đề khá là quan trọng. Và đây là Inferno, nhưng họ vẫn cố gắng để có thể bay cho mình đó là full bom với việc mà Mizuta chủ động bắn Gali luôn, chứ không phải là đó là một khẩu AK giống như mà tôi đã dự tính, thậm chí là bay cả giáp 1. Và rõ ràng thôi, giáp 1 bên phía T-side thì hoàn toàn có thể chết bởi một viên M4 vào đầu. Hiện tại thì Vitality họ ném rất nhiều đồ, và tuy nhiên thì những quả đồ tới từ Sprout nó tỏ ra là hiệu quả hơn. Thì Mizuta lúc này anh ta đã có cho mình cây đến đó là 4-10. Magix cũng chưa đạt được phong độ cao nhất, trong khi đó Zygu, Apex và Dupree đang chỉ ở mức đó là tròn vai. Đội hình của Sprout họ đang bắn khá chủ động, và lúc này họ đang để cho một mình vị trí của Speedy, chính xác là vị trí của Steyr solo tại khu vực bom side B.
Quá nhiều lợi thế dành cho Vitality ở trong, chính xác hơn là Sprout. Và bây giờ thì lại là áp lực lên khu vực bom site B đến từ vị trí của Magic Boy, nhưng Doop Free ở khu vực lầu A thì lại ăn một viên đạn vào đầu. Rất đau. Hai thương binh của Vitality xử lý ra sao đây? Bom mìn của họ cũng đang dừng lại ở hai quả smoke mà thôi. Có duy nhất một quả lửa và trông giống là sẽ đánh vào khu vực bom site B, một bài đánh default. Và lần này thì đã có sự trở lại đến từ vị trí Speedy để hỗ trợ dành cho Round rồi. Chính xác là Stair. Và bắt đầu bò vào đến từ Apex. Smoke được trả ra, cắt rất khó chịu. Quả nết này cũng đã khiến cho đội hình của Vitality phần nào đó bị chậm chân lại. Nhưng Zygu thì bắt được Stair thành công và đưa tình cảnh về là 4v4, cơ hội vẫn là còn, thậm chí được gia tăng khi Apex bắt thăm mình được Speedy. Nhưng Doop Free lại không may mắn đến như vậy, vẫn chỉ là 3v3 mà thôi. Họ vẫn đang cố gắng retake về trong game thi đấu này. Và Zygu đã bắn vật từ cái chân của Maurik rồi. Lửa trả giá chắc chắn Maurik sẽ không thể nào băng lên được khi anh ấy sẽ cần những quả smoke của đồng đội của mình trả ra. Zygu vẫn đang còn sống, anh ta đang quẩy rất dẻo, anh ta có được bảo ra, anh ta có thêm mạng của Maurik nữa và có thể sẽ là cả triple kill cho Zygu, sẽ là qua ra kill ra này. Slug hiện tại bắn chết Apex và có qua ra kill không đây? Rất tiếc câu trả lời là không. Slug thi đấu rất nỗ lực, anh ta bắt chết hai người, đưa về thì có 1v1 và Magix anh ta buộc phải chạy, anh ta quyết định chạy về hướng CT để né cái sự truy đuổi, chắc là sự kê lại của Slug này. Và 7 năm dành cho Vitality. Một round thi đấu khó, nhưng mà đội hình của Vitality họ vẫn có thể xoay chuyển càn khôn để có thể đem về cho mình là chiến thắng. Và trong cái khoảng thời gian này thì hy vọng các bạn ở trên chat có thể gửi cho bộ đôi caster đó là những cái lá cỏ đâu không ạ? Những cái lượt chia sẻ ở trên kênh Nemo cái chéo 500 Bros. Đó sẽ là cái nguồn động lực vô cùng to lớn dành cho bọn mình để có thể tiếp sức ở trong map thi đấu Inferno. Một map thi đấu hỏa ngục của chúng mình thì đang ở trong một căn phòng khá nóng. Thế nên rằng nếu như bạn nào mà muốn có donate thêm tiền mua điều hòa thì có thể thông qua những con số mà chuẩn bị hiện dưới đây. Còn quay trở lại với trận thi đấu thì đây là một round thi đấu mà đội hình của Sprout đang chủ động muốn bắn ở khu vực chuối. Họ ít nhất cũng đã thành công những cái giá phải trả. Hãy nhìn đi, Slug, Round cũng như Stair mất một cái lượng máu là khá khá. Nhưng Stair thì lại chiếm được cái khu vực đầu chuối rồi. Thành ra Sprout hoàn toàn thể solo bom CB ở trong cái tình huống này. Slug lúc này chỉ còn lại 6 HP. Mà như chúng ta thấy rằng là Slug anh tạo đang giữ cho mình được cái phong độ tương đối ổn từ map thi đấu đầu tiên cho sang tới cả map thi đấu thứ hai này. Nhưng mà những người đồng đội của anh ấy thì vẫn chưa thể được quá nhiều. Speedy và Maurik đang là hai player tiệm cận nhất với Slug thời điểm hiện tại rồi. Và ý đồ của Vitality lúc này họ đang muốn di chuyển lên khu vực bong sai B, nơi đang chỉ có một mình vị trí của Stair và lượng bom mìn. Lúc này chúng ta thấy rằng Stair gần như anh ta không còn nữa. Bắn đến tận 4 người ở khu vực bom xe A và 3 mid bắn kẹp cùng với cả một người vượt lầu. Nhưng mà đội hình của Vitality lại muốn lao lên khu vực bom xe B cơ. Có một quả lửa ném ra từ Slug để có thể hỗ trợ cho Stair. Và ở khu vực lầu A, Doop Free đã phải ra đi rồi. Lợi thế là có cho Sprout. Và bây giờ smoke con chắc đã được trả ra. Không hề có nết được ném vào. Nhưng bây giờ Stair đang chọn được góc đứng là rất cường. Và điều này khiến cho Stair phải ra đi. Còn Apex thì bắt được Rail. Và vị trí của Slug vẫn đổi được mạng. Apex thành công đưa tình trạng về là 3v3, liên tiếp spam vào. Nhưng bây giờ Zygu đang bị trắng, nhưng Misuta thì lại có đôi sau quả sớm up. Và điều đó khiến cho Speedy, người trở về cuối cùng, lại là player phải gặp khó. Có lẽ là hết rồi. Lượng tiền của Sprout họ đã bị bào mòn hết. Và đây sẽ là một key round để thua. Trong cái đó Vitality họ cũng cứu được cho mình cái round thi đấu này, nhưng thực sự cũng đã chảy ra chóc vẻ khá nhiều. Khi Apex cùng với cả Dupri lúc này cái lượng tiền của họ đang không có như ở, không có nhiều nữa. Và Speedy không giữ nổi cho mình khẩu súng nào cả. Một round thi đấu quét sạch hoàn toàn đối phương và chiến thắng lại cho Vitality. Rõ ràng Vitality ở trong những cái round thi đấu gần đây họ đều có những cái sự trở ngại nhất định. Không phải về máu thì cũng là về nhân lực. Nhưng mà những cái tên như là Misuta, như Magix vẫn tạo ra được sự đột biến bằng những cái mạng vào đây. Thì cùng xem một tình huống spam. Ui, nó nhạy cảm. Nó quá nhạy cảm đi. Tốn đâu đó chưa đến khoảng tầm 5 viên đạn thì vị trí Misuta đã đem về một cái double kill xuyên cả làn khói. Không khác gì mà... quân hack cả. Không khác gì quân hack. Tình huống đấy thì đáng để có thể trách máy từ vị trí của Misuta. Và bây giờ khi mà Sprout họ chơi một round thi đấu 5 khẩu USP thì đang là một cái setup robot biến hình, xếp hàng một hàng dọc tập hợp, chính xác là chia thành nhiều hàng ở khu vực middle A. Những đội hình của Vitality họ lao vào B và họ mất đâu đó vài quả đồ để có thể clear hoàn toàn khu vực bom site B này.
Họ còn đầu tư thêm cả smoke, họ đầu tư thêm cả molotov để check vào khu vực góc tối cơ. Còn Zayu vẫn kê lại middle vô cùng cẩn thận, anh ta bắt được một mạng rồi. Magix canh chuối hai mạng cho Magix. Và liệu có thêm mạng tiếp theo hay không đây? Câu trả lời hiện tại là chưa. Zayu đang bị cấu đi rất yếu máu. Và bây giờ cuối cùng Zayu đã ăn chết speedy rồi. Mạng cuối cùng thuộc về Magix. Một người có 3, một người có 2. Một cái full house dành cho đội hình của Vitality. Với việc mà Magix và Zayu có cho mình những cái kill hot eco là rất kịp thời. Đây sẽ là một cái tiền đề tốt để giúp cho vị trí của Magix có thể vào tay hơn. Dẫu sao thì ở trong cái round thi đấu chính xác là map thi đấu Inferno này thì đội hình của Sprout họ vẫn có những nhân tố như là Magix, như là Slug bắn khá là tròn vai, thậm chí là còn vượt trội hơn so với những cái phần còn lại của Sprout. Và bên kia chiến tuyến thì là Zayu. Và quay trở lại với cả một round thi đấu full buy cuối cùng ở lượt thi đấu first half, đội hình của Vitality họ đang có những dự kiến muốn gây áp lực lên hộp middle trước. Nhưng mà một quả swap che mid như này sẽ khiến cho những cái dự kiến của họ sẽ cần phải chậm rãi lại. Nhưng không, họ muốn lao lên nhanh. Nhưng flash trả ra rất nhiều nhưng mà ui lao lên mid mà không check như này thì là no hope rồi. Ba mạng để cho Maric, không phải cái mạng thứ tư. Nhưng như thế vẫn là quá đủ dành cho đội hình của Sprout để có thể lên được con số 6. Maric cũng không thể giữ nổi cho mình cái mạng sống này. Một tình huống mà không check góc. Và Maric anh ta quá đơn giản lắc ra làm cho mình 3 mạng. Giải U 1 vs 4. Đổi được cho mình bao nhiêu mạng đây? Tất cả đối phương đều đã vào được góc thì đó là quá đẹp. Và Steel kết thúc luôn Zai U với first half là 9-6. Nó đã căng thẳng hơn so với cả lượt thi đấu first half khá nhiều. Và hãy cùng nghỉ ngơi trong ít phút trước khi đến lượt thi đấu second half nha anh em.
Và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại lượt thiếu second half thôi. 9-6, mọi thứ đang trở nên căng thẳng hơn rất nhiều so với map thi đấu đất sai. Và đây là map thi đấu Inferno, một map thi đấu vào rõ ràng là Vitality họ đang có nhiều lợi thế hơn. Nhưng Sprout không phải là một đối thủ dễ nhằn một chút nào cả, khi mà Slug cũng như là vị trí của anh chàng Marik đang thể hiện quá tốt ở bên phía City side. Và sẽ cần những cái đầu tàu này làm tốt hơn nữa ở bên phía T-side để giúp Sprout trở lại map thi đấu Inferno này. Pistol round thì liệu đội nào sẽ dành cho mình cái chiến thắng đây? Bên phía Sprout lượng bom mìn họ là tương đối nhiều, họ có cho mình 3 cái giáp. Và bên phía của Vitality thì đó là 4 giáp và có thêm cả một khẩu Lucian, nhưng họ không có kit trong pha đấu này. Chủ động sẽ là bắt nhau luôn thôi. Rất nhiều tiếng khu vực lầu A và Dupree sẽ thao được sấy, nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình vị trí cho Slug thôi. Mà Marik đã nhìn thấy được Marik rồi, bắt nhau rất nhiều nhưng khẩu đùa Barata của Dupree lại thua. Zai U đổi được một đấy thì có đưa về đó là 4v4. Zai U đang bắn rất nhiệt và đó là một mạng đó cho vị trí của Zai U. Nhưng mà Marik bị nướng chín rồi. Bạn của Barata của Slug đang bắn hiệu quả hơn rất nhiều so với khẩu súng này trong tay của Dupree, và đang có lợi thế hơn người rất lớn. Bắn rơi bom nhưng Apex cũng không làm gì được cả. Và đó là round hiệu chiến thắng Pistol của team Sprout. Thậm chí rằng ở trong tình huống đó, vị trí của chàng Apex còn bị ăn một viên đạn vào đầu, nhưng mà từ đồng đội của mình cơ, đó là Misuta. Và bây giờ thì có được cái round hiệu Pistol, rõ ràng là đội hình của Sprout họ sẽ thoải mái hơn, hoàn toàn có thể gỡ hòa được ở trong cái tình huống này. Tỷ số 9 đều đang đến rất gần với cả Sprout. Một khẩu DE và một khẩu 5-7 tới từ Vitality. Trong khi đó với Sprout thì Speedy đang cầm mang 10 tấn tăng lên vô cùng mạnh mẽ, nhưng chỉ làm được cho mình duy nhất một mạng tại bom side B thôi. Và hiện tại đội hình của Sprout họ cũng tổng tiến công vào bom mê luôn. Apex đang cố gắng spam nhưng những viên đạn spam của anh ấy nó cũng chưa mang lại quá nhiều sự hiệu quả. Và bây giờ Sprout anh ta họ lùi một mạch đội hình về lại bom A, thì nơi này cũng đang được trấn thủ bởi Marik cùng với cả Dupree. Và giờ đây thì các thành viên bên phía của team Vitality họ đang bắn đến tận 3 người của bom sai A. Một sự lựa chọn mà nó khá theo thiên hướng đánh lô. Và đội hình của Sprout thì họ sẽ di chuyển như thế nào đây? Bắt đầu bóp flat để chiếm được cục mid. Zai Gu biết Zai Gu đang muốn đẩy ra, nhưng đây là khẩu 5-7 tầm gần. Một quả flat trả ra là rất tốt để hỗ trợ dành cho Zai Gu, nhưng đối phương cũng đã lùi về rất nhanh để tránh những cái sự tổn thất. Và giờ đây khi mà đọc được rằng đội hình của Vitality hoàn toàn có thể sẽ hết đồ, thì họ đang có những tình huống muốn gây áp lực lên khu vực bom sai A. Còn bom sai B với một quả smoke như này nó là đủ để có thể giữ chân các thành viên bên phía team Sprout. Nhưng bây giờ thì bắt đầu lên bom sai A. Marik có được cái đầu của Marik rồi, bắt đồ kill dành cho Marik boy. Và không phải là một triple kill, nhưng như thế đó là gây áp lực quá lớn lên cho Sprout. Zai Gu về đến nơi, khẩu 5-7 tầm gần hoàn toàn có thể tạo ra được sự khó chịu. Những khẩu lục được nhấp nhá là quá khó khăn và khiến cho đội hình của Sprout họ đang liên tiếp có những cái sự khó chịu. Nhưng giờ đây thì vẫn sẽ là 2v2 mà thôi, hoàn toàn để hạ cái quả C4 này. Dupree đang bị bắn đinh vào rồi, và đội hình của Sprout họ đã bị kẹt cứng ở trong một bom sai A. Sẽ xử lý ra sao đây khi mà biết đối phương có một người ở pit nhỏ, còn vị trí Apex đang móc máy thì lại chưa lộ ra. Nhá rất dẻo từ vị trí của Dupree, và anh ta đang cố gắng câu tham cho vị trí của Apex móc trên khu vực lầu. Apex bắt chết được Steel rồi, nhưng Slug vẫn còn đó và Dupree phản tăng mặt của vị trí cho Slug. Một round thi đấu mà các thành viên Vitality họ thể hiện kỹ năng cá nhân là vô cùng tốt. Và Sprout một lần nữa họ lại để thua ở second round ạ. Quá đau dành cho vị trí của Sprout. Thì mà đây là lần thứ hai họ đã để thua ở cái second round. Nhưng cũng phải công nhận rằng ở trong cái tình huống đó, các thành viên bên phía thì Vitality họ đã xử lý rất tốt, cũng như là tận dụng được những cái thế mạnh ở trong cái địa hình để thể làm cho mình những cái mạng. Rõ ràng ở trong những cái pha xử lý cuối cùng thì không nên đưa những cái khẩu DE vào trong trạng thái phải bắn chỏm đầu. Một cái lựa chọn nó rất 50-50. Và bây giờ thì Sprout họ sẽ quyết định là eco luôn thôi. Hốt mạng nó dễ như chưa bao giờ được dễ hơn cả. Lại là một cái full house dành cho các viên bên phía team Vitality đến từ Marik cũng như là Misuta. 11-7 rồi, khoảng cách nó đã giãn ra. Round thi đấu diễn ra tốc độ rất nhanh chóng, và Misuta có cho mình được cái triple kill. Đây một khẩu MP9, chúng ta được thấy là nó bắn tầm gần là nó sướng như thế nào. Double kill cho Marik boy.
Và bây giờ thì các anh em Sprout họ mới có thể full buy được, không có bất kỳ một khẩu ốp nào hết. Tất cả sẽ là AK cùng với cả Galil, những quả lửa trả ra. Và tạm thời đội hình của Sprout họ vẫn chưa di chuyển được quá nhiều. Nét dã vào vị trí của Marix, nó cấu đi một lượng máu tương đối. Hiện tại chuối vẫn đang thuộc quyền kiểm soát hoàn toàn tân Vitality, khi Sprout họ vẫn chưa có được bất kỳ một tín hiệu nào là có thể đánh chiếm ở đây khu vực này nguy hiểm cả. Rõ ràng là không thể nào lao lên khu vực chuối mà không có nhiều bom mìn cả. Sprout thì họ vẫn cố gắng lên cho mình những quả bom, nhưng mà với cái lượng đồ này thì họ sẽ cần phải sử dụng nó cái rất chất chiêu. Speedy thì rõ ràng đã lộ lên khu vực lầu A rồi, Rail cũng như vậy luôn. Những quả lửa đang đem lại thông tin là vô vàn dành cho Vitality. Một quả nết được nhả ra để gây được khó chịu nữa. Và giờ đây bộ đôi bom xe đó là Magic cũng như là Zygu đang chủ động bắn kẹp nhau ở khu pit cũng như là boiler. Nhưng Zygu xem nào, vậy là bắn ở trong bom xe A rồi. Và nếu như mà đội của Sprout di chuyển của boiler thì đây sẽ là một cái khu vực rất nguy hiểm. Magic còn smoke để có thể dập lửa, và bây giờ thì sẽ là lao vào thôi. Nhưng mà stack đến 2 nết và Magic chỉ lại 4 HP thì vẫn có thể có một mạng. Zygu gặp khó, Zygu có cho mình đó là một kill. Zygu biết có một người khu vực under Bakuni và Zygu chủ động bắn người boiler trước. Slug bắt được Gidetech về mang tên Apex, nhưng Zygu vẫn đang tạo những sự khó chịu và chỉ có lại 4 viên đạn mà thôi. Ui, hay quá đến từ vị trí của Zygu, và thậm chí ta vẫn đang rất muốn làm thêm thay đạn xong rồi. Và bây giờ không có qua ra kill cho Zygu, nhưng những công việc mà Zygu làm được trước đó nó đã quá tốt. Bây giờ một mình Speedy thì xử lý sao được với cả Misuta cũng như là Dupri đây. Một round đi đấu chiến thắng của nó mang đậm dấu ấn cá nhân đến từ vị trí của Zygu. Quẩy quá dẻo với khẩu M4A1S. Và từng player một của Sprout họ gần như không làm gì được cả. À đây rồi, vừa nãy hơi chiếu khỏe, hơi chiếu nhầm highlight. Bây giờ mới là chiếu đúng highlight của Zygu này. Zygu đã có một tình huống múa cột phải nói là quá dẻo trong vụ bom sai. Và pha xử lý cuối cùng của Zygu, 4 viên đạn vẫn là đủ để có thể hạ gục thành công được vị trí Slug. Và bây giờ thì đẩy Sprout vào trong cái trạng thái phải eco thôi. Khó còn em khó cho Sprout rồi, họ thua second round, họ đã thua key round đầu tiên. Và bây giờ thì cái cơ hội để có thể đem về chiến thắng nó còn khó hơn nữa, khi mà Steyr cũng như những người đồng đội đang nằm xuống lũ lượt ở cái khu vực chuối này. Lại là nết nào, quả nết thứ hai đi luôn nhưng gì nữa. Yêu máu Speedy, ui tưởng lại thêm một quả nết nữa, nhưng mà thôi, có lẽ là đủ rồi. Quá nhiều nết, quá nhiều bom mìn được nằm xuống ở trong cái round thi đấu vừa rồi. Second half nó đang là một thế trận vượt trội và nó nghiêng hoàn toàn về phía của Vitality. Từ một quả lửa rồi tới những quả nết và những tình huống kỹ năng cá nhân của từng player của Vitality đúng là không thể chê vào đâu được cả. Mắc loss bonus của Sprout lúc này đều đã cộng lên cho mình đó là tới 3.400 tiền. Họ sẽ không phải là vấn đề tiền nong quá lớn nữa. Thì round thi đấu nào họ sẽ có một lượng tiền tương đối ổn. Nhưng mà sử dụng bom mìn đến từ Vitality đang là tương đối hiệu quả. Hai quả nết dã vào và lúc này Steyr chỉ còn lại cho mình 50 HP. Ui, quả lửa có vẻ như là nó cũng đến đúng địa chỉ đấy. Nhìn rằng là nó lại là cháy những cái bồn hoa chứ nó không cháy vào cái ban công. Và bây giờ thì Zygu bắn yếu được vị trí Merrick rồi. Rất nhiều lợi thế dành cho đội của Vitality. Lộ bóng ra, Zygu biết Zygu đang xin flash đẩy và đối phương vẫn kịp sủi về lần thứ hai. Đội hình của Vitality làm bài này nhưng Sprout vẫn may mắn để thoát được cái chết. Và bây giờ thì lại là lên khu bom xe A, bom mìn là rất nhiều. Họ có cho mình 3 smoke cũng như là lửa và vô vàn những cái quả flash. Và trong bom xe A đội hình của Vitality thì sao? Có đó là những cái tên như là vị trí Marik cũng như là Zygu. Và bộ đôi này đang có những dự kiến muốn bút nhau lên khu vực bồn hoa để bắn chết những người đang di chuyển vào khu ách. Nhưng mà đã lộ mất rồi. Và điều này khiến cho đội hình của Vitality họ mất đi cái cơ hội vốn có của mình. Và Dupri đang bị đẩy vào thế khó. Dupri có một, Dupri không thể làm hai. Những bom xe B vẫn còn, đó là bộ đôi Apex cũng như là Misuta. Bây giờ Sprout họ đi đâu cũng khó. Khi mà thông tin đã lộ ra và Zygu đang kề lại một góc tương đối đẹp. Marix hoàn toàn có thể sẽ phải ngã xuống cái lúc này, chỉ còn lại cho mình 30 HP thôi. Câu chuyện đúng là như vậy xảy ra thật. Nhưng Ra lại bơ lắc ra và xin được cái đầu của Zygu thành công. Nhưng con đó Magic Spoil lại bắn hơi lỗi trong tình huống này. Và nó mở ra cơ hội chiến thắng này cho Sprout. Có vẻ như là ơi sóng não đập vào nhau nhưng mà có vẻ như là hơi lệch một chút xíu. Misuta thì muốn tiến lên nhưng mà Apex thì lại bảo là lùi lại. Một tình huống bắn của vị trí Magic Spoil hơi cầu toàn cũng như là tự tin thái quá.
Thì mà anh ta cứ nghĩ rằng cái tơn đạn đầu tiên của mình là đủ để hạ được Rell, nhưng mà đó là một tơn đạn nó không vào đầu, một tơn bớt không chính xác. Và điều đó tạo được cái cơ hội dành cho Speedy có thể lao vào đặt tâm và cho một viên vào đầu Magic thôi. Nó giúp Sprout lên được con số 8. Và bây giờ thậm chí Lista sẽ có thể phải nằm xuống, và đúng là như vậy rồi. Lưng chừng tới việc xếp súng cũng như là retake thì ngay lập tức sẽ phải trả giá thôi. Apex còn không có dự kiến muốn lao vào để có thể khoan vào cái góc đứng xếp default ở bom xe A Master Inferno này của Sprout. Lại là tham ao. Cả hai team đều dùng những quyền tactical tham ao tương đối triệt để, chứ nó không giống như cái team khác. Thường là kiểu phải dẫn sâu lắm rồi hay là phải như nào đó thì họ mới sử dụng tới những cái lượt tham ao để gọi là có những cái sự bàn bạc lại về chiến thuật. Một round thi đấu đánh tốt đến từ vị trí của Sprout, và đây một tình huống có vẻ như là hơi béo từ vị trí của Zai U thì phải. Rupri thì cũng đã chặn được những thành công, nhưng mà một tình huống vị trí của Magic sẽ được pit nhưng mà lại không đổi được nhiều mạng, và điều đó khiến cho việc đó là thời gian để Sprout họ vào trong bóng xe A nó vẫn còn. Hết quyền tắt thừa tham ao, đội hình của Vitality họ xử trí ra sao đây? Rõ ràng là những cái lỗi, cho dù nó chỉ là nhỏ, những cái tiểu tiết thôi, nhưng nó là đủ để giúp cho Sprout có được những cái lợi thế. Nhưng bây giờ chuyển sang round thi đấu mới, Zygu với khổ ốp đã hạ được Slug rồi. Lần này thì Vitality họ đang trên cơ hơn, đang dự kiến muốn chiếm lại khu mid. Một quả nết trả ra nó cũng khá là đánh đá, nhưng Steyr cũng đang có những cái bước chân khá khôn khéo sau cái làn smoke này để có thể kiểm soát phần nào đó khu vực chuối. Và Misuta thì có vẻ như không biết điều này, và Misuta sẽ phải chết thôi. Nhưng Magic sẽ bắt được Speedy. Bom xe B nó gặp khó, đã có sự trở lại về đến từ vị trí Dupree để hỗ trợ cho Apex rồi. Apex đang sai tầm mình và ngay tức đã phải trả giá. Steyr đang đi tanh quá chuẩn chỉ. Và bây giờ cái quả lửa này nó tạo cho vị trí của Dupree một góc đứng, nhưng mà không, Magic phát hiện ra và giờ mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tiếp theo thì Magic bắt được Dupree. Vẫn là tình huống đấy. Ồ, cái gì đấy? Nó như kiểu là vòng lặp thời gian. Loop. Nó bị loop ạ. Vòng lặp thời gian ạ. Ôi trời ơi, ESL làm tôi bị quê. Nhưng mà thôi, 2v2 cơ hội vẫn là còn. Nhưng mà Vitality họ còn đồ để retake. Thứ nhất họ đang thiếu đó là smoke thôi. Căn góc để có thể ném quả lửa vào khu vực đắc. Và điều này khiến cho bộ đôi của Sprout họ đang gặp khó. Một viên ui. Ô, nó chưa đủ. Nó chưa đủ. Nó chỉ là thiếu đi một chút may mắn, cũng như là khoảng tầm nửa tích tắc để giúp cho cái quả lửa đấy của Zygu hạ được player bên phía Sprout. Đèn, đúng đèn. Đang có khá những cái điều điên rồ một chút, nó cũng hơi khó hiểu xảy ra ở đây. Trận đấu mà đã có khá nhiều tình huống highlight để đời, từ map video đầu tiên cho tới map video thứ hai. Và Sprout họ lại một lần nữa chơi một chiến thuật nó vô cùng chắc cú, tactical tham ao. Từ nãy đến giờ thì chúng ta không được ESL cho biết là mỗi team đã tactical tham ao bao nhiêu lần và họ còn bao nhiêu quyền nữa. Nhưng mà từ nãy đến xương xương thì đây có vẻ như là lần thứ 3 của Sprout rồi. Một round thi đấu thua rất đáng tiếc dành cho Vitality, khi mà rõ ràng các thành viên bên phía của team Vitality họ đã có những cái sự cố gắng. Bom xe A làm bao nhiêu thì bom xe B thủng bấy nhiều. Và bây giờ thì sẽ là một tình huống đẩy mid đến từ Magis Boy. Magis đẩy mid không thành công, chủ động muốn lao ra second mid, nhưng mà anh ơi, góc đứng này là bị lộ mà. Tại sao lại di chuyển bò trong cái góc đứng như thế? Và ngay tức đã phải trả giá. Ui, dài gù trượt ốp. Một điều không nên có ở trong những khoảnh khắc kiểu như thế này. Một viên ốp bắn ra khá tai hại, nhưng cũng may là Zai U anh ta vẫn kịp lùi về và chưa bị mất đi cái mạng này. Bên phía của Vitality cho thấy rằng là Apex anh ta đang bắn tương đối cao, anh ta rất chủ động sau là smoke, và anh ta đã spam đi được rất yếu vị trí của Steyr rồi. Apex hiện tại anh ta vẫn còn bom, và khi smoke tan đi anh ấy hoàn toàn có thể sẽ lùi về chơi an toàn. Lửa ném ra, mà nếu Steyr mà lại có một tình huống tò mò thì anh ấy hoàn toàn có thể bị quả lửa này đứng chín nha. Ở đây rồi, Steyr không lao lên và anh ấy vẫn sẽ được giữ nguyên được cho mình cái mạng sống này. Thậm chí Apex muốn đẩy ra, nhưng mà Slug đã góc cái úp là đẹp hơn. Lợi thế vô vàn dành cho đội hình của Sprout đều để kết thúc đi cái round thi đấu này. Thậm chí còn Zygu đang nghe những người đồng đội của mình để có thể về xếp súng, và đây lựa chọn mình nghĩ rằng là hợp lý thôi. Không nên cố đấm ăn xôi khi bom xe B vị trí thì gần như là không biết gì đến từ đội hình của Vitality cả.
và sẽ là round thi đấu chiến thắng thứ 10 dành cho các thành viên bên phía Team Sprout. Sẽ là 10-13. Vitality họ giữ lại được 3 khẩu súng này thì họ vẫn có thể chơi tiếp được trong game thi đấu tiếp theo. Còn Magix cùng với cả Apex thì lượng tiền gần như sẽ không là có. Và đây cũng là một cái key round cho vị trí của Sprout luôn. Họ chiến thắng thì họ cũng sẽ có thể tiếp tục cố gắng vươn lên những cái điểm số tiếp theo trong game thi đấu này. Và có lẽ ít nhất thì Sprout họ sẽ lên cho mình được con số 11. Cơ hội thì vẫn là còn dành cho Sprout để quay trở lại khi mà đội hình của Vitality họ đang có những cái sự trục trặc nhất định ở trong cái cách vận hành lối chơi của mình. 10-13 rồi. Một trong những cái tỷ số mà nó đang đem lại khá nhiều những cái sự khó khăn dành cho các thành viên bên phía của Team Sprout. Chính xác là Vitality. Và nó cũng khiến cho khá nhiều người theo dõi trận đấu này phải cảm thấy nín thở nữa. Chính xác, khá là gung rồi. Thực sự là gung đến từ hai chiến tuyến của hai đầu thế giới. Hãy cùng xem nào, cơ hội cho Vitality ở ra thế này nếu mà bảo không có thì là nói điều. Vẫn là còn nguyên khi mà Zygu có ốp, nhưng mà nếu như khẩu ốp mà nó lại bắn trượt như ra thiếu trước thì thực sự là no hope. Và giờ đây thì Vitality bom mìn cũng là khá yếu ớt nữa, họ không thể nào sử dụng nó một cách toàn diện để có thể chiếm đi khu vực chuối. Misuta có muốn đẩy ra không nào? Nhưng mà Stealth ở góc kê đã tương đối đẹp và Stealth anh ta chủ động hơn rất nhiều. Misuta chần chừ bao nhiêu thì Stealth anh ta quyết đoán bấy nhiêu, anh ta lao vào trong bóng sai B. Nhưng vẫn còn đó một vị trí nữa của Apex. Apex bây giờ đã ngã xuống, Stealth còn 3 HP và anh ta vẫn sống sót được. Ôi sao 11 rồi. Chắc chắn là 11 rồi và trời nóng như thế này thì rõ ràng kiểu tóc đẹp nhất vẫn là Undercut. Không còn cơ hội nào dành cho các viên bên phía team Vitality nữa, quyết định họ sẽ đi xếp súng luôn thôi. Vị trí Dufree đang tận dụng khẩu MP9 của mình ở khu vực tầm gần để có thể biết đâu đó pick được một con bò lạc. Mà trông giống là sẽ chả có một con bò lạc nào cả khi mà rõ ràng là Sprout họ cần tích lũy một cái lượng tiền để có thể làm một cái tình huống comeback. Và Vitality họ không thể nào chơi nhầm được nữa rồi. Để cho đối phương comeback một cái chặng đường là khá dài như thế chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý. Cũng như là Sprout có được lợi thế vào tay khi mà họ đã có cho mình đó là 4 round thi đấu chiến thắng liên tiếp. Nhưng mà round thi đấu tiếp theo thì Vitality họ có thể bài được thôi. Apex đã có 5.000 tiền. Player cuối cùng nhìn cũng như là Dupree cũng đã có 4.950 đô. Có thể bài được. Đây chúng ta nhìn tình huống cũng rất quyết đoán tới từ Stare. Còn Misuta thì như tụi đã nói trước đó rồi, đây là một quả lửa của đồng đội trả vào. Và đó là lý do vì sao mấy chàng này anh ta vẫn bình an vô sự mặc dù đứng dậm chân lửa khá lâu. Và bây giờ thì sẽ đến một round full buy key round của Vitality. Sẽ cần có cho mình đó là những cái lợi thế để chuyển hóa thành round chiến thắng. Và Vitality họ đang sử dụng một cái setup khá là cơ bản thôi. Đó là đứng ở bốn hoa cũng như là kẹp một cục mid nhà đen. Nhưng đối phương cũng đã bắt đầu trả ra những quả flash rồi. Và đội hình của đội Vitality họ đang có lợi thế khi mà Zygu bắt được thành công Maric. Và những người đồng đội ở bom xe B thì đã chiếm được phần nào đó khu vực chuối. Quả lửa đáp lên mái nhà và tôi thấy đây là cái điểm không lành cho Sprout một chút nào cả. Và hiện tại như chúng ta thấy rằng đó là Sprout họ đã mất đi hai player, đó là Slug cùng với cả Maric. Hoàn toàn có thể mất đi player thứ ba nếu như các thành viên của Vitality họ vẫn chơi tốt. Lúc này vị trí của Apex đang thăm dò nhảy check khá nhiều và có vẻ như vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ player nào cả. Lắc thêm một nhịp nữa thôi thì anh ta sẽ nhìn thấy vị trí của Steyr. Steyr sẽ lao lên và Steyr không thể làm gì được hết. Trước đó thì Speedy cũng đã hy sinh. Và thôi đây sẽ là 14-11 cho Vitality. Không có bất kỳ cơ hội nào dành cho Slap và cho Ra nữa. Ra 1v5 thực sự là khó. Chỉ rằng Vitality họ đang để solo bom xe B Apex luôn. Đối phương lộ súng ra thì ngay tức sẽ có những cái bước di chuyển. Và như các bạn thấy Slug sớm muộn cũng sẽ bị quay thôi. Không còn một cái vị trí nào cho Rell cả. Nhiệm vụ duy nhất Rell có thể làm bây giờ sẽ đặt C4. Nhưng mà có người còn đang được boost lên khu tầng 2. Đục nhưng mà lại là trượt. Nhưng điều này cũng đã khiến cho vị trí của Mista bị dọa dồ rồi. Nhưng Magic thì không. Đẩy và móc. Dễ dàng có được cho mình ra thiếu chiến thắng thứ 14 đến từ Vitality.
14-11. Hai round thi đấu nữa thôi thì Vitality họ sẽ kết thúc đẹp cái map, cái trận thi đấu đầu tiên này. Một trận thi đấu mà rõ ràng ngay từ ban đầu chúng ta cũng dự đoán rằng nó sẽ nghiêng về khá nhiều cho vị trí của Vitality. Và để cùng xem là Sprout họ có thể gỡ thêm được bất kỳ một round điều nào nữa không đây. Sẽ đắp cơ bản ban đầu 2B và 3A. Rất nhiều đồ được trả lên và Ra anh ta đang tạm thời chiếm được khu vực chuối tới từ các đội viên Vitality. Và nó sẽ là một chút tiền đề. Tuy nhiên thì anh ta cũng bị đẩy ra ngay sau đó. Còn bên phía Vitality họ đang đẩy rất cao. Dupri và Zayu anh ta bắt muộn. Chính xác là Dupri bắt được Maurix. Còn Zayu thì không bắt đi được bất kỳ player nào cả. Nhưng thông tin được báo về là rất nhiều cho Vitality. Một tình huống đọc tình huống tốt đến từ Slack. Anh ấy biết rằng có người đẩy mid thì át hẳn sẽ có người kê ốp thôi. Và Slack là người có lợi thế hơn với tình huống kê trước. Và giờ Dupri đổi sang cho mình một khẩu WP để phải giữ cái khu vực ách này một cách an toàn hơn. Bởi dẫu sao Vitality tính đến hiện tại họ cũng đã hết đồ rồi. Và Vitality họ đang để cho một mình Misuta đang solo bom xe B ở khu vực Dark. Mà đối phương đang có rất nhiều lửa nha. Misuta không còn smoke được thì dập lửa nữa. Điều này khiến cho Vitality họ buộc phải làm một điều gì đó khu vực bom xe A để có thể gây áp lực cho đội hình của Sprout. Nhưng mà Sprout thì họ lại tự muốn lên khu vực bom xe A cơ, không cần phải có một cái áp lực nào cả. Apex muốn đẩy ra nhưng mà tạm thời phát hiện ra đối phương thì chủ động lùi về và trả thêm một quả smoke nữa. Đục đẽo tạm thời chưa viên đạn nào chính xác cả. Và giờ với việc mà biết đối phương đã chiếm được khu vực mid thì đội hình Sprout sẽ lao về khu vực bom xe B thôi. Tuy nhiên rằng Dupri cũng đã về đến nơi để có thể phụ trợ phần nào đó cho Misuta. Nhưng liệu là đủ hay không đây? Một viên đạn ốp trượt nhưng Misuta thì lại là viên đạn trúng. Nhưng mỗi tội chỉ làm được một mà thôi. 3v3 cơ hội là vẫn còn dành cho cả hai bên. Dupri đã có một khoảng thời gian bắn ốp ở Ashalis. Nhưng tình huống vừa rồi chúng ta thấy rằng Dupri đang bắn ốp nó không quá hiệu quả. Và có thể là Vitality họ sẽ để trôi thêm cái round thi đấu này dành cho vị trí của Sprout. Thì chúng ta thấy rằng đó là từng player một họ đều đang có ý đồ đi xếp súng và chỉ có duy nhất Dupri kê lại để cố gắng bắt được vài con gà lạc nào đó thôi. 12-14 và cơ hội để cho Sprout trong game này chính xác là họ vẫn còn khi mà lượng tiền bây giờ cộng lại vẫn sẽ là tương đối nhiều. Slug ở đây chưa bắt được thêm một player nào nữa cả. Dupri cũng có một viên đạn ốp trượt và có vẻ như Dupri ở trong cái map thi đấu Euro này không hợp mấy với cả khẩu AWP đâu. Tạm thời thì vẫn xếp được 3 súng thì round sau Vitality đúng như những gì Sam có đề cập thì vẫn có thể bài được thôi. Tiệu chung lại thì cơ hội vẫn là còn dành cho Sprout khi mà chưa để đối phương vào trong mình, đó là những cái match point. Thì rõ ràng là họ sẽ cần thay đổi lại lối chơi đi. Hai lại round thi đấu trước thì chúng ta đã xem lại lần thứ hai rồi. Và trong cái round thi đấu này thì phải nói rằng Slug cũng đã có một tình huống đọc vị trí là tốt. Và với việc mà Misuta như tôi đã đề cập đối phương còn nhiều lửa thì đứng ở khu vực đắc không bao giờ là một vị trí đẹp cả. Chiếm chuối giai đoạn ban đầu và Slug anh ta có thể sẽ phải hy sinh nhưng anh ta vẫn sống. Như Slayer lao lên rất cục, anh ta có được double kill, triple kill cho vị trí của Stellar. Bom side B lúc này đã clear hoàn toàn và Sprout họ có thể lên cho mình được con số 13. Khi lúc này Vitality lượng tiền không còn là quá nhiều đâu. Maurix kê rất kinh nghiệm để xem là liệu Maurix anh ta có bị lộ ra vị trí này không đây. Chứ còn round thi đấu này nó đã chắc chắn thuộc về đây của Sprout rồi. Khi từng player Vitality họ cũng không hề có ý định muốn đi cứu. Đang có những tình huống muốn tổ quay về bắt lại Maurix Boy bởi Maurix đã lộ vị trí của mình ra từ trước rồi. Một tình huống nhảy xuống từ balcony xuống bịch rất to và Maurix đã nghe thấy. Và giờ đây thì Maurix sẽ xử lý ra sao? Nếu như không giữ được hai khẩu súng này thì Vitality họ, cái việc họ để thua ở ra thiếu sau nó là rất lớn. Zaygu cần phải về để có thể hỗ trợ lại cho Maurix Boy đi. Một quả smoke được trả ra. Rõ ràng ở thời điểm này thì cần phải trả hết đồ để có thể gây ra cái áp lực thôi. Đã người nhảy xuống cục xe rơm rồi, đấu súng xảy ra nhưng Maurix không thể chiến thắng được. Khi mà chính Zaygu người tạo động cũng đã khiến cho Maurix ở đó phần nào bị phân tâm. Nhưng giờ thì bắt đầu vào bắt súng nhưng mà không. Bắt súng kiểu này thì có lẽ kiểu gì các bạn cũng đã biết rồi. Mất cho mình 4 khẩu súng và chính việc mất 4 súng như này sẽ khiến cho Sprout họ không thể nào đủ tiền chơi đến hết lượt thi đấu first, chính xác là second half đâu. Sprout là đi bắn súng kiểu nip. Không phải tin được. Khi mà bộ đôi ở trong bom size A này về Vitality, kỹ năng cá nhân họ là rất tốt. Và họ thực sự đã xử gọn các thành viên của Sprout khi mà có ý đồ muốn đi bắt đốt cái quả lực đấy.
Tuyên dù sao cũng phải nói rằng đó là cái lượng tiền của Sprout trong thời điểm đó để họ cho phép họ có thể làm được điều đó. Và ở đây chúng ta thấy rằng đó là từng player vẫn còn 5.000 tiền. Chỉ có vấn đề nếu bây giờ họ để thua thì cái cơ hội để comeback nó sẽ không phải là có quá nhiều đâu, khi Lost 4 nó cộng vào nó sẽ là rất ít. Nào hãy cùng xem, đối với Sprout một round thì nó bắt súng thất bại thì nó đang trở thành một cái tiền đề lớn để Vitality có thể kết thúc được cái trận thi đấu này. Sẽ đến với cả một cái key round quan trọng dành cho cả Sprout cũng như là đội hình của Vitality. Vẫn là những cái bài chiếm chuối cơ bản đến từ ong vàng thôi. Họ vẫn sẽ có được cái khu vực chuối này một cách đơn giản, nhưng khu vực lầu A thì lại câu chuyện khác. Magis đang có một góc đứng là khá khó chịu. Góc đứng này chắc chắn sẽ thấy thông tin trước, chủ động lùi về ngay. Mà cái được sấy trong hoảng loạn, nhưng mà có thêm sự phụ trợ đút free thì mọi thứ đang trở nên an toàn hơn rất nhiều. 15 đang đến rất gần Vitality rồi. Có vẻ khu vực lầu A nó không phải là một cái vị trí mà nó quá đẹp dành cho Sprout. Hai lần bắn 3 lầu A thì cả hai lần đều vỡ. Có vẻ như là Sprout họ không lên được cho mình con số 14 ở thời điểm hiện tại rồi. Khi mà lúc này chúng ta được thấy rằng đó là Misuta cũng đã đẩy được lên hốc khu vực chuối, chính xác là khu vực gỗ, và dần dần sẽ tạo ra một thế bánh mì kẹp thịt. Một cái map thi đấu mà phạm vi gì map thi đấu đã không phải là quá lớn, thì bây giờ cái phạm vi vị trí của Sprout nó lại càng ngày càng bị thu nhỏ. Đi đâu cũng sẽ có địch, đi đâu cũng sẽ có người kê, và bây giờ còn trả thêm một quả lửa nữa thì ra làm sao có thể tiếp cận được với quả bom này đây. Một quả bom rơi nó khá là lả lơi. Nó ngay ở cái khu vực ban công thôi. Nó vừa gần để có thể nhặt, nhưng nó lại vừa xa để có thể nhặt. Một cái góc đứng và di chuyển vào chắc chắn là chết thôi, không còn cơ hội nào để nhặt cái quả C4 này. Nhưng mà nếu như mà bắn ni tốt đi thì có thể nhặt được bom đấy, nhưng nhặt xong thì vẫn sẽ là cái chết thôi. Pha đấy, quả bom đấy nó giống như kiểu là yêu em nhưng không với tới của Bùi Vĩnh Phúc ấy. Và rõ ràng những sự lựa chọn của Sprout chỉ có thể là lùi lại một bước về sau để nhìn thấy em rõ hơn thôi. Và lùi lại một bước có thể sẽ tiến được hai bước. Đôi khi đứng lên là để nằm xuống, đôi khi nằm xuống là để đứng lên. Và cùng xem là liệu Sprout họ còn hai round thi đấu, và hai round thi đấu này họ sẽ phải tiếp tục thi triển với những chiến thuật và sức lực sẽ phải là hơn 100%. Ra thì với việc mà Sprout không đạt được C4 ở trong cái round thi đấu này thì họ đã gặp khó rồi. Cái kinh tế của họ cũng đang ở trong cái trạng thái rõ ràng là phải có sự tính toán thôi. Vẫn có thể full buy. Bom mìn thì tạm thời là khoảng tầm 95%, chơi ổn. Nhưng liệu chiến thắng được hay không thì lại là câu chuyện khác. Dẫu sao thì Vitality round này có thua round sau vẫn bay được. Còn đối với Sprout, một lần nữa lại muốn lao lên khu vực chiếm để có thể chiếm chuối. Nhưng mà cái lượng đồ đạc của các viên bên phía của team Vitality trả ra từ map 1 đến map 2 nó đều có được cái độ hiệu quả nhất định. Bốn người của Sprout đang di chuyển lên khu vực chuối và net đáp vào rất đau, nhưng Stellar vẫn có được cho mình một mạng vào đó. Tất cả gì anh ấy có thể làm được, ném một quả lửa ra, và hiện tại quả lửa này nó chưa kết được ai, nhưng Misuta làm được hai rồi. Apex cũng đang bắn là vô cùng cháy. Apex không thể tạo thêm bất kỳ một player nào của Sprout phải xuống lỗ cả. Tình huống lừa về đó là 2v2. Và round thi đấu này, tình huống này thì Vitality họ có thể retake được. Chắc chắn thôi, họ có cho mình cái lock kit, có một quả nết, và quả nết này nếu đúng địa chỉ thì hoàn toàn có thể hạ được round. Nhưng mà bây giờ thì Speedy sẽ là player đầu tiên phải thử thách. Và lần này Speedy lộ vị trí ra, xin flash, nhưng mà Magis Boy chủ động xây trước luôn. Và đó là lợi thế, đẩy round vào tình thế phải khó, và chắc chắn là đội hình của Vitality biết rằng round đang đứng ở đâu. Round đã lộ vị trí của mình ra rồi. Round chủ động lùi về sau cái pick thành công của Magis Boy, gỡ fake một nhịp rất bài bản, nhưng round vẫn có thể làm được tốt, và đó là chiến thắng dành cho Sprout. Với 6 HP còn sót lại, Real vẫn có thể đưa trận thi đấu này vào trong cái loạt thi đấu overtime khi mà chúng ta đã phải cần đến round thi đấu thứ 30 để có thể giải quyết được rồi. Hoàn toàn có thể có overtime thật. Một round thi đấu mà cứ tưởng chừng như là bộ đội caster chúng tôi sẽ được xuất hiện trên màn hình, nhưng không, các player họ vẫn muốn chiếm spotlight, và đây sẽ là quyết tắc cho cuộc thảm áo cuối cùng của Sprout. Không còn gì để mất nữa. Lượng tiền tới từ Vitality thì họ sẽ phải dùng hết trong game thi đấu này. Sprout họ đi được một nửa đường rồi. Chỉ cần thêm một round thi đấu nữa thôi là họ sẽ đến với overtime.
Nào, như tôi đã đề cập thì vẫn để full buy được ở trong round thi đấu cuối cùng đến từ Vitality. Bom mìn thì vẫn là 100% thôi. Chúng ta có cần đến lượt thi overtime hay không nào? Hãy cùng xem. Lần này thì vẫn là những tình huống muốn chủ động để có thể kê cái khu vực top mid này trước đã. Và bắn 3B điểm đầu từ Vitality. Không còn những cái bài đánh chiếm chuối thời điểm đầu game, mà sẽ là đốt bom lại khu vực City Bay nhằm có thể thủ được bom xe B càng lâu càng tốt. Khá chậm rãi đến từ Sprout. Thì họ biết rằng trong game thi đấu này không được có bất kỳ một sai sót nào xảy ra nữa. Từ nãy chúng ta thấy rằng là khi Sprout họ cố gắng chiếm khu vực chuối sớm thì khá là thường xuyên bị ăn nết. Và trong tình huống này thì Steyr cũng đã bị dính một chút đam, còn lại trong thì 66 HP. Quyết định lắc ra luôn, nhưng mà một viên orb bắn hụt rất tai hại. Và nó khiến cho đội hình của Vitality lúc này họ vẫn còn sống với đủ cả 3 player. Và thông tin được đưa về cũng là rất nhiều cho vị trí của Vitality nữa. Thời gian chỉ còn khoảng tầm đó là 45 giây dành cho những cái nỗ lực của Sprout thôi. Và bây giờ thì khu vực bom CB Apex vẫn còn đó là một quả lửa. Bom xe A Magic còn lửa, Misuta bom xe B còn smoke. Nào, trả smoke ra thì sẽ khiến cho đối phương phần nào đó chưa thể vào được bom xe B. Nhưng đây là quả smoke chủ động dập lửa cơ. Và Apex đấy đã lộ vị trí rồi. Một quả smoke răng ra để có thể tạo thêm phạm vi di chuyển. Misuta đã bị đục vào. Và bây giờ thì Apex xử lý ra sao đây? Chưa có ai của Sprout phải nằm xuống cả. Và sẽ phải có tình huống boost. Và bây giờ cầm dao chạy như trốn không người vậy. Sai lầm đã đến. Và bây giờ thì sẽ là cơ hội tốt để có thể hạ quả C4 này xuống thôi. Nào, Zygu tạo đột biến nhưng mà C4 đã đặt được rồi, còn đâu nữa. Vẫn là chiến thắng hoàn toàn nằm trong tầm tay của Sprout. Hoặc cũng có thể là Vitality sẽ có một tình huống lật kính điểm. Nhưng tôi Zygu ngã, chỉ còn lại Dupri cùng với cả Magix. Bây giờ tình huống vẫn còn đai vẹn tai, và đó phải là một vẹn tai rồi. Magix Boy ơi, đối phương có thi đấu lạc quan và chúng ta sẽ có overtime trong game thi đấu này. Quá bất ngờ khi Sprout đã đưa mọi thứ về overtime mà quá kịch tính ở map pick của Vitality. Bị dẫn trước cho mình tận 13-7 rồi nhưng mà vẫn có thể đưa vào overtime, thì đó là cái nỗ lực rất lớn của Sprout. Đã nghỉ ngơi trong ít phút trước khi đến với cả những cái lượt thi đấu overtime.
Và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại lượt thi đấu overtime thôi. Phải công nhận rằng là Sprout họ có một trong những cái quân bài tạo ra được cái sự đột biến. Đó là cái tên Steel. Cái tên Steel luôn luôn là người tanh vào khúc bom sai B và luôn luôn khiến cho đội của Vitality họ bị thủng B với tốc độ rất cao. Và trong một ngày xấu trời, Misuta không có được phong độ tốt, Apex thì lại có những cái khoảng tham binh không được chính xác. Thì đó là cơ hội tốt để Steel tạo được cho mình cái kỳ tích. Và giờ đây vào đến lượt thi đấu overtime thì ai sẽ là người lên được con số 16 trước tiên đây? Không thể tin nổi là Vitality họ để Sprout vào tới loạt thi đấu overtime. Và bây giờ có lẽ phần nào đó tâm lý của các thành viên Sprout nó sẽ có lợi hơn khá nhiều so với Vitality. Lắc già vô cùng nhanh chóng, rất là vì Zero Stair thôi. Nhưng người ta chỉ có thể đổi được duy nhất một mạng. Đúng vì phát hiện rất nhiều định cầu anh về hồ lầu A. Nhưng anh ấy vẫn chưa bắn chết được bất kỳ player nào cả. Và thậm chí những viên đạn nó không trúng bất kỳ một viên nào. Và bây giờ thì Magic Shop đứng đẹp hơn cùng với sự cộng hưởng quả lửa đã giúp cho anh chàng ấy có mạng Speedy. Thêm quả nết ném vào cho Slug yếu máu nữa. Slug đang lộ, Slug muốn cương và đó là lựa chọn sai lầm. Magic ở đây ùi một tình huống nhảy và Marix cũng có một pha bắn tay to. Nhưng Root Free ở khu xe dơm này chưa lộ vị trí ra thì sẽ là một câu chuyện khó. Đã quả smoke được trả ra ở khu xe dơm rồi và Marix đang muốn tận dụng nó để di chuyển ra ngoài khu ban công. Và không một ai của Vitality đang kê lại ban công cả. Tạm thời thì đòi là một quyết định có tính đột biến nhưng rủi ro là cao, thế nên là Baric vẫn chưa quyết định là di chuyển vào. Bom đang rơi một góc rất lộ thiên và hiện tại thì các player của Vitality họ hoàn toàn có thể kiểm soát được cái quả bom này. Bom mìn tới từ Sprout, họ chỉ còn lại cho mình duy nhất có một quả flash thôi. Và bây giờ thì Ra anh ta đã nhặt được quả bom, nhưng để về lại B thì lúc này chúng ta được nhìn thấy đó là Zayu cùng với cả Apex đã back về. Nhưng mà Sprout họ vẫn sẽ duy trì ý tưởng lên khu vực bom say A và Dupree sẽ bắt được quả bom này. Bây giờ thì mọi chuyện đã khó khăn hơn rất nhiều về cho vị trí của Sprout rồi. Marix 1v3 và dần dần các thành viên của Vitality họ sẽ chiếm hết tất cả vị trí đẹp tôi. Lắc ra đấu tay to nhưng còn đó vị trí của Zayu cơ. 16-15 thành cho Vitality. Còn 16 nó đến hơi mượn màng một chút, nhưng dẫu sao có được cái lợi thế ở trong những lượt thi đấu overtime đó là điều cần thiết rồi. Và bây giờ thì đội hình của Sprout rõ ràng là ở trong những cái giải thi đấu thuộc hệ thống của ESL thì cái lượng tiền mà ban tổ chức cho ở trong lượt thi đấu overtime nó là khoảng tầm 12.500 đô, một cái lượng tiền mà nó vừa đủ, nó không bị quá. Và với cái lượng tiền này thì bên phía City hoàn toàn để chơi hai ốp được. Và hai ốp nếu như đem lại chiến thắng thì hoàn toàn có thể sẽ là một cái sự tiến rất lớn về mặt tỷ số. Nhưng mà Vitality thì họ rất hiếm khi chơi hai ốp. Họ sẽ chủ động chơi với những khẩu rifle. Nhưng Group Free vừa rồi với cái lợi thế yếu hơn về súng ống của mình đã bị nằm xuống bởi một viên đạn vào đầu của Marix. Marix thì cũng chỉ còn lại cho mình là 5 HP thôi. Một quả nết chính xác thì cũng hoàn toàn đủ để tiễn anh chàng này về chầu trời với cả các cụ. Toàn bộ đội hình của Sprout họ đang di chuyển tất cả lên khu vực bom site A và có vẻ như là vẫn đang chờ đợi để có thể ném bài vào trong khu vực bom site A thôi. Thì Vitality lúc này thì họ lại đang dồn 3 người về lại bom site B, nơi mà các thành viên Sprout họ gần như đang không đả động gì đến. Nào, bắt bài là một lựa chọn nó không phù hợp lắm khi mà thông tin đội hình của Vitality họ có đang không nhiều. Và rồi đối phương bắt đầu đổ dồn lên khu vực bom site A. Magic xử lý ra sao đây? Bắt đầu di chuyển vào thẳng khu A long rồi, chắc chắn sẽ người về khu vực City Bay để kê. Và đó là cái tên Apex. Nhưng Apex đã thấy một quả smoke khu cổng vòm. Misuta bắt được Slug rồi. Apex đang có những dự kiến muốn đẩy qua quả smoke này. Và Magic Boy đang thu hút rất nhiều sự chú ý để giúp cho Apex có được cho mình double kill. Và giờ Derail đang phải xử lý 1v3. Giờ hạ gục được Apex thì đưa về là 1v2. Nhưng đối phương cũng đã về đến nơi. Có một người đi từ khu A long, một người di chuyển lên khu vực lầu A. Rail đang bị bánh mì kẹp thịt và Rail cần phải clear một đường trước khi có những tình huống xử lý tiếp theo. Và Misuta đã gửi cái tên đầu tiên phải nằm xuống. Một quả flash hơi vô thưởng vô phạt, nhưng ở đây Zygu nhặt về cho mình khẩu M4 thì cơ hội vẫn là còn khi mà Zygu có lửa cũng như là nét nữa. Quả lửa trả rất sâu và lao vào đặt hạ. Chính xác là gỡ quả C4 này thì rất là hợp lý. Nhưng Zygu đang muốn cương thì thời gian là nhiều. Và đó là quyết định không sai, không được chính xác đến từ vị trí của Zygu. Quá mệt đến từ vị trí của Vitality. Quyết định lao ra bắt nhau với Ra luôn. Và Ra thì anh ta lại quá chủ động trong tình huống vừa rồi. Đây, chúng ta nhìn cái việc đó là chỉ còn lại một người thôi. Chúng ta cứ nghĩ là ăn chắc đến từ Vitality rồi, nhưng không. Một vết 4 vẫn đủ.
Vâng, đúng là những team đến từ nước Pháp bao giờ cũng có trong mình những cái máu hài hước. 1v4 rồi nhưng mà vẫn thua. Tài. Không biết phải nói gì đến từ các thành viên bên phía Vitality cả. Họ để thua một round thi đấu mà cứ ngỡ rằng là nó rơi trong túi của họ. Nhưng xét cho cùng thì túi của họ bị thủng khá là sâu. Và bây giờ thì Steyr vẫn là cái tên tạo được sự đột biến ở khu vực chuối thôi. Rõ ràng Vitality họ vẫn chưa có một cái bài đánh nào để counter lại Steyr cả. Những đấu skill thì Misuta lần này đã giành được chiến thắng. Và sẽ là một tình huống nhảy lầu thôi. Magic biết và Magic ở đây không đổi chính xác, đổi được một mạng rồi đấy. Bom sai à, Dupree bắn lôi. Và bây giờ thì đẩy Zygu vào tình thế khó. Zygu sẽ cần phải về sâu lại cuộc A-Long thôi. Một tình huống kéo ốp ra rất chuẩn chỉ, đưa cho Vitality lợi thế về người. 16 đều và nó sẽ là 17-16 về cho team nào đây. Vitality họ vẫn còn rất nhiều bom và họ đang có lợi thế hơn người. Trong khi đó với Sprout thì Flash hiện tại của họ chỉ còn, chính xác họ đã chỉ còn lại hai quả Flash thôi. Apex tình huống này ta sẽ trắng và anh ta đang cầm bom thì cơ hội nào nữa. Slug bắt chết được Misuta. Ôi hết tật rồi và đó là 17-16 cho Sprout ở lượt thi đấu first half của OT1. 1v4 thua, 2v3 cũng thua, cứ hơn người nhưng mà vẫn cứ thua thôi. Rằng là Vitality họ có thể làm tốt hơn những gì ta thấy trên màn hình. Còn đối với Sprout, đây lần thứ hai họ vươn lên dẫn trước ở trong Master Inferno này. Lần đầu tiên thì nó là ăn được Piston thứ nhất, sau đó để thua second round. Và đây là lần thứ hai nó ở trong lượt thi đấu overtime. Nhưng Vitality họ đang có 9 round ở bên phía T-side ở trong lượt thi đấu first half. Thì liệu sang bên lượt thi đấu overtime này họ có thể tạo ra sự bất ngờ hay không đây? Muốn chiến thắng thì phải thắng thông cả 3 round nữa để lên tỷ số 19-17. Nếu không thì họ có thể để thua hoặc hoàn toàn thể vào trong overtime thứ hai. Rất khó khăn đến từ Vitality, họ đang quá chề chật trước Sprout. Quả lửa trả ra để đẩy vị trí của Slug về. Và Slug anh ta thậm chí còn không thấy đường về ở đâu cơ. Nhưng Steel lại đẩy ra và anh ta có luôn cho mình cái bạn của Magic Boy. Vitality bây giờ họ lại đang đẩy đội hình của mình lên khu vực bom site A. Và trong bom site A của Sprout lúc này họ còn cho mình đó là hai player thôi. Nhưng lửa trả ra và nó ngay lập tức chặn đứng đi cái hướng di chuyển của Dupree. Dần dần thì tất cả đội hình của Sprout họ đều backup về bom site A tới nơi rồi. Sẽ là vào bắt nhau. Và Speedy đang trắng của anh ta bắt lên. Nhưng Maris bao đôi một Misuta lên tiếng double kill cho Misuta. 3v1 rồi, đừng bảo bây giờ vẫn thua nha. Thôi, Sai ơi, trông giống đi xếp cái khẩu AK này luôn. Một cái vũ khí mà có tiền không thể mua được bên phía City Side. Và 17 đều sẽ là tỷ số chắc cú dành cho Vitality. Không còn một cái cửa nào dành cho Sai ơi nữa. Có phải là cầm ốp hay không đây? Không, sẽ là AK luôn. Mà nếu như mà giữ AK không buy ốp thì nếu nó round sau Sprout để thua tiếp chắc chắn sẽ ảnh hưởng lượng tiền. Như vậy là tỷ số chúng ta sẽ về đó là 17 đều. Và round thi đấu này rõ ràng rồi sẽ là một round thi đấu bản lề, round thi đấu rất quan trọng. Đội nào thắng thì sẽ có cho mình lợi thế đó là một cái match point duy nhất. Và khi mà có được cái match point rõ ràng rồi cũng sẽ khiến cho đối thủ phải vào một cái bẫy tâm lý. Nếu có thể tận dụng thành công thì sẽ là rất tuyệt vời cho đội tuyển có thể chiến thắng được ở đây. Speedy, Flash, Jack Swine đang bắn trong mù lòa. Và liên tục những mạng tới cho Misuta. Zai cũng góp vui với một nháy duy nhất. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem nào, các thành viên bên phía của team Vitality liệu họ có lên được cho mình cái matchpoint tiếp theo hay không đây. Có vẻ như sẽ là hơi khó khăn một chút khi mà các thành viên bên phía T-Sprout từ từ họ đang có những cái lỗi giao tiếp nhất định khi mà không thể tận dụng được đến từ Slug trong tình huống tới hai cái lưng trần trụi của Vitality. Tạm thời là 4v4 nhưng giờ là 4v3 là Zygu bắt được Steyr rồi. Player đang có phong độ tốt nhất ở Sprout đã phải nằm xuống. Và giờ đây Vitality họ biết mình cần phải làm gì. Hoàn toàn thể lao lên cụm bom xe B khi mà đang có một lượng bom mìn là vô vàn. 3 quả lửa cũng như là 4 quả smoke và rất nhiều flash. Nhưng Rao đang có một cái góc đứng khá là cương ở đây. Một góc đứng không bị đặt tâm vào. Nhưng liệu có làm được ai hay không mới là quan trọng. Vitality họ vẫn còn flash, họ vẫn còn đồ. Nhưng mà họ không còn Apex thôi. Và... Slug tự chết.
À, nhảy từ lầu A xuống mà còn 2 HP. Ok, hiểu rồi, một phát tự hủy rất hay từ vị Simple Slug và nó khiến cho Vitality có lợi thế, có cơ sở trong game điều này. Vâng. 3 vết 3 dễ quá nên thôi để 2 vết 3 cho nó khó hẳn. Và nào, liệu có phải là tình huống chấp người thành công hay không đây? Ít nhất 2 vs 3 thì hai người của Sprout đang đứng ở trong OCB bắn kẹp chéo cho nhau từ CT cũng như là khu Mentos. Không có lửa Mentos và Rail đào góc đứng ra rất đẹp. Tham minh này không may check Mentos ư. Đây rồi, check thì phải trả giá rất là đắt. Và giờ đây thì Rail vẫn đang quẩy được khá là dẻo và thậm chí rằng Dupree cũng chỉ làm được một mà thôi. Chấp đến một người rồi còn không ăn được nữa thì không hiểu làm như nào. Thảo. Trời ơi, chấp người rồi đây, vẫn thua. 18-17 ạ. Bây giờ chả hiểu sao tôi lại đang nghĩ được một tương lai mà Sprout sẽ thắng với tỷ số là 2-1. Chứ nhìn Vitality cứ như thế này thì đúng là khó. Họ đè bẹp được Sprout ở map nhiều đất, 2 map pick của đối thủ, nhưng mà lại để cho Sprout đang có lợi thế ở loạt thi đấu overtime. Apex đang lao lên vô cùng cục xúc và đang có thêm cả một người hậu thuẫn theo sau, đó là vị trí của Magic Boy, và họ đang tạm thời chiếm được khu vực chuối này. Nhưng một quả nết trả ra rất đanh đá khiến cho Magic nửa cây máu ra đi. Thêm quả nết nữa, Magic bây giờ ui ôi còn 3 máu nhưng vẫn có thể làm được một mạng, và thậm chí rằng bắn yếu được Steyr để Apex kết thúc nốt đi. Vậy là lợi thế hơn người dành cho Vitality rồi, nhưng mà tôi vẫn không cảm thấy an tâm lắm ở trong cái lợi thế hơn người này. Nói thẳng ra là như vậy. Một vét vốn vẫn thua được cơ mà. Đối phương chấp người thì cũng vẫn thua được. Và có lẽ là OT2 ư. Khi mà Vitality cũng xem nào, bây giờ Apex anh ta sẽ bắn ốp chứ không phải là vị trí của Zai U khi Apex vậy đã yếu máu rồi. 2-2. Hai người quấy nhiễu trong A, hai người quấy nhiễu ở B. Và tạm thời thì như chúng ta đã thấy rằng nó là dần dần Vitality họ đang dồn về khu vực bonsai A rồi. Tấm lưng này nó to quá, nhưng mà vẫn là tình huống đổi bàn thành công. 2 vết 2 và chỉ còn lại một người thôi, đó là Zai U. 1 vết 2, làm được hay không đây? Zai U đang cầm bom, Zai U có một quả lửa nhưng góc thi đấu của Rad là quá đẹp. Góc đứng này theo Tham Minh thì nói thẳng ra là ít người check vào, nhưng mà theo như cái đường mà không có smoke đi. Đây rồi, nhặt lại một quả thì có thể sẽ là phải check. Và bây giờ thì đây, check rồi và hạo được round thành công. Và bây giờ một quả smoke trả rất sâu luôn. Một quả smoke mà tôi cũng chưa hiểu cái ý ở nó lắm. Nhưng bây giờ thì Zai U liệu biết rằng người đang retake về từ đường chuối hay không đây? Đặt tâm như là có, và đó là Zai U đưa chúng ta vào lượt thi đấu overtime thứ hai. Chứ nếu mà đó là Apex hay Misuta thì chúng ta sẽ đến với cả map thiếu thứ ba rồi. Vitality và Sprout đã cho chúng ta một trận đấu tương đối mệt mỏi. Trước rõ ràng không một ai nghĩ là Sprout có thể kéo Vitality vào OT, và thậm chí bây giờ là còn cả OT2 ạ. Rất căng. Và cũng tương đối cảm xúc đến từ cả hai player nữa. Và với một trận đấu nó thể lực như thế này lại còn không có điều hòa thì đúng là rất căng thẳng. Và đây, những con số thần kỳ sẽ được Viettop đăng lên để những anh em nào có tấm lòng thì có thể gửi vào trong đó. Rất cảm ơn tất cả các bạn. OT10 nữa thì chịu. Bây giờ bắn OT10 thì cái gì cũng ok thôi. Quan trọng là nói thẳng hơi nóng. Bọn tôi cũng nóng lắm rồi. Bây giờ mà có được quả một chai sờ tinh hoặc là một cái cốc nước mát đá thì có lẽ là ok thôi, chứ bây giờ không đòi hỏi gì nhiều đâu. Và quay trở lại ở trận thi đấu đi. Overtime thứ hai đang người muốn đẩy ra, nhưng mà Zai U hạ được Speedy rồi. Slug ở đây đang gặp khó và Slug suýt chút nữa phải hẹo. Tạm thời thì vẫn là lợi thế dành cho Vitality thôi. Nhưng mà bây giờ với việc mà ghép lực lớn ở khu vực mid như này đã đẩy Stra vào tình thế phải bắn 3 người ở khu vực bonsai A. Và giờ đây một quả flash khiến cho đội hình của Vitality phần nào đó có được lợi thế cục middle. Và bây giờ bắt bài luôn 4A thì thôi, Vitality chuẩn bị lao vào khu bom CB đến nơi thế này. Bây giờ mới có người quay đầu lại thì Dupree lại đang quấy nhiễu ở khu vực bom CA cơ. Steyr đã chính thức nằm lại. Dupree cũng xin luôn được cái mạng của round. Đây sẽ là round hiệu chiến thắng thứ 19 dành cho vị trí của Vitality thôi, khi hai người còn lại tôi không tin là Sprout có thể thắng được trong game thi đấu này. Sẽ đi xếp súng luôn đến từ Merrick cũng như là vị trí của Slug thôi.
không còn nhiều cơ hội nữa. Và chiến thắng round thi đấu 19 đã dành cho Vitality. Thực ra giờ Vitality lên được 3 round bên phía T-side thì tôi mới thấy cái cửa thắng của họ. Hay thậm chí là Sprout đi chẳng hạn, lên 3 round bên phía CT-side thì tôi mới thấy được cái cửa vào map 3. Chứ còn mà bắn theo kiểu cứ 2-1, 1-2 dần dứ nhau như này thì trông giống chúng ta đã overtime đến chết. Còn lại một mình vị trí của Slug. Và anh Tạo đang bị cấu rất kinh khủng. Quyết bắt bằng được cẩu ốp này. Và Vitality họ đã toại nguyện. Vâng, tôi thấy có rất nhiều người OT10 HDTV confirm. Cùng xem là có OT10 thật hay không. Một round thi đấu và các thành viên bên phía team Vitality họ cũng đã có một tình huống bắt bài hay. Nhưng cũng phải công nhận rằng Sprout ở trong cái pha đó họ cũng đã hơi vội vàng trong cái quyết định của mình. Khi mà dồn 4 người về A bỏ B. Và đó là một lựa chọn mà mình nghĩ rằng không đánh giá quá cao được. Và bây giờ thì quay trở lại với cả thao thi đấu thứ hai của lượt OT2. Thì Sprout họ lần này không còn dám bắn chủ động nữa. Cả khu vực mid cũng như là khu vực chuối. Mà sẽ là bắn một cách thụ động hơn. Và sử dụng những cái quả đồ để có thể giữ side càng lâu càng tốt. Nhưng bây giờ đang có tình huống muốn setup flash. Bắt đầu đẩy ra luôn và chưa flash đến. Chính xác flash chưa đến thì round đã phải ra đi. Biết đối phương con Jackson. Nhưng bây giờ tự đập flash, tự ăn stair có cho mình đó là hai mạng rồi. Quả nét này nó lại không đúng địa chỉ nhưng chủ động muốn lao ra cường. Và đó là một quyết định hơi tham lam ngay tức đã phải trả giá đắt. 3v3 cơ hội là còn nguyên. Và đội hình của Sprout họ còn đồ để retake ở trong cái round thiếu này. Bên phía của Vitality thì bom mìn của họ vẫn đang còn tương đối nhiều. Retake về kiểu gì tới từ team Sprout đây. Thời gian đang dần trôi và những quả đồ của họ đang được đáp vào. Nhưng Apex có góc thì đấu đang là rất đẹp. Flash được úp lên và nó mù được cả hai player tới từ team Sprout cơ. Không một ai đứng ở khu vực đắc cả. Và Apex rõ ràng ta vẫn vẫn bình an vô sự. Và bây giờ thì thôi, có lẽ Sprout họ không thể làm gì được nữa, họ sẽ phải chết rồi. Đó là Maurix, đó là Speedy. Và thêm cả vị trí của chàng Slug nữa. Không một player nào của các Vitality Sprout sống sót nổi qua round thi đấu này. Ôi thôi xong cái quạt ơi. Một round thi đấu mà vị trí Sayer đã làm rất tốt. Nhưng mà cũng phải công nhận rằng round ở trong cái tình huống đó cũng hơi đen. Và đó là cái việc họ không chiếm được chuối, họ không gây áp lực được khu vực chuối khiến cho Vitality có được cái khoảng thăm binh đẹp để có thể lên được khu vực xe bò. Và sau đó thì chỉ việc là căn thăm binh và đẩy vào thôi. Mặc dù cái setup bóp flash để nhìn lại chuối là khá rõ nét ở đấy, nhưng mà Vitality họ đã trên cơ hơn một nhịp. Và giờ Slug ở đây đang bị bắn đinh vào đầu rồi. Magis vẫn đang thể hiện cái khả năng đi tanh đầu của mình là khá tốt. Và bây giờ thì sẽ là bóp flash thôi. Lần này thì đã có được cái tình huống flash tốt, nhưng mà không ai có thể tận dụng nó để ra pick người cả. Quả flash thứ hai bắt đầu được trả ra. Và bây giờ Steyr cũng chỉ đổi được một mà thôi. 4v4 rồi. Những bom xe A vẫn, chính xác là bom xe B vẫn còn bộ đôi Slug. Cũng như là anh chàng mang tên đó là Rao nữa. Thì liệu có là đủ hay không đây? Chủ động bắn ốp ở khu góc tối. Nhưng mà thôi, quả lửa này ném vào thì Rao sẽ phải tự biến tự diễn thôi. Biết có người khu góc tối rồi, nhưng mà liệu biết có thêm người quát hay không mới là quan trọng nữa. Vẫn tiếp tục lao lên bom side B. Và Misuta đã phải trả giá một quả lửa nước chín luôn Misuta rồi. Người tiếp theo sẽ ai đây? Apex có góc thi đấu từ đây, anh ta lao lên Dupree ngã xuống. Bây giờ Apex cũng đi theo, bom rơi quá sâu. Và đó là một round chiến thắng dành cho vị trí của team Sprout. Việt dự đoán nhanh, có OT2 không? À có OT3 không? Có, đập luôn. Tôi bảo gì nữa, tôi bảo là phải là 3-0 sau 3 round đầu tiên dành cho bất kỳ đội tuyển nào thì chúng ta mới dừng được OT. Còn nếu mà 1-2 với cả 2-1 ý thì không ăn thua đâu. Đấy, nói chung là trông gãy thế nhỉ. Thật sự là trông hơi gãy. Và mình cũng xin cảm ơn những người anh em đã donate qua Momo cho mình. Đó là những cái chai sơ tinh, những cái bát mì tôm, phải nói là cực kỳ thiết thực ở trong những cái hoàn cảnh nó khó khăn như thế này. Và bây giờ thì quay trở lại với cả round thi đấu thứ tư lượt overtime thứ hai. Các thành viên bên phía của team Sprout họ đang được chơi với City Side, còn đối ở Vitality một lối chơi đang bắn kẹp tất 3 mid. Và những cái quả lửa, những cái quả nết đang tạo ra cái sự khó chịu nhất định ở trên khu vực ban công nhà sáng. Toàn bộ đội của Sprout di chuyển một mạch về bom xe A. Dupree có một bom đã rơi. Dupree làm 2, Dupree không thể làm 3. Nhưng mà như vậy cũng đã là quá đủ về cho Vitality rồi, còn gì tuyệt vời hơn nữa. Apex cũng đang móc vào đây rồi. Đội hình của Sprout họ nằm trong rõ hoàn toàn đến từ vị trí của Vitality. Khi không còn một góc thi đấu nào để các thành viên Sprout có thể thở nữa,
họ sẽ phải bắn nhau đến chết, họ sẽ phải đấu skill tới cùng. Lượng bom mìn đến từ team Sprout thì cũng không còn là quá nhiều, nhưng liệu có phải là vị trí của Maurix đang tìm một con đường khác hay không đây? Anh ta đang muốn cố gắng đâm vào khu vực bom sai B, nhưng Apex đang kê lại chắc chắn lắm. Và trừ khi Maurix bây giờ người ta lắc dao bắn được vào đầu của Apex thì lúc đó chúng ta mới tính tiền. Nhưng pha này thì có vẻ như là có rồi. Ôi Apex ơi, địch vừa lắc ra thì anh lại chạy đi mất. Và không có tình huống nào sẽ đánh vào bóng dây B cả mà sẽ tiếp tục vào A thôi. Nhưng vào A bây giờ sẽ là khó khi mà chúng ta thấy rằng là bộ đôi bom giả Vitality vẫn đang quẩy khá dẻo. Dài gù bắn gần 40 xác rồi mà Vitality không thắng thì có lẽ các bạn nên biết sử dụng những câu lệnh gì rồi. Free Gucci Magic này, Free Gucci Apex này, Free Gucci Group Free chẳng hạn đấy, hợp lý. Câu hỏi được đặt ra. Free Gucci Zai U ấy. Không, Free Gucci Zai U thì thôi. Zai U bây giờ là người đặt câu hỏi. Thế bắn 30, bắn 40 mạng liệu có thắng được không? Bật mốt núi hết rồi. sống lưng vàng. Bây giờ phải bật mốt núi hết thôi. Ôi. Thực sự là khoan hóng các bạn ạ. Thôi quay trở lại trận đi đấu nào. Stay ở đây uy tính thế nhỉ. Hạng được Apex rồi. Thề luôn, Sayer làm cái trò đẩy lên cái khu vực xe bò này phải tầm 6 lần rồi. Tôi đọc không sai đâu. Mà đội hình của Vitality vẫn không nhận ra. Không hề có một tình huống spam nào ở khu xe bò đấy cả. Và vừa nãy thì Slug cũng đã hạ gục được cái tên Nút Free 4, chính xác là 5 vs 3. 20-21 là điều gần như là chắc cửa rồi. Trừ khi Zaigu lại tỏa sáng. Còn không thì thôi. Thật sự thì xin vĩnh biệt cũ. Zai U ơi, cuộc sống của ba em có ổn không? Mà nếu như có vấn đề thì hãy ra tín hiệu SOS. Thật sự là như thế. SOS mạnh luôn ý. Gần 40 mạng rồi. Và Zai U vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ được nghỉ ngơi. Anh ấy vẫn sẽ phải làm việc tiếp. Và bây giờ người gần nhất đó Stellar. Nhưng tôi, nó sẽ là round deal chiến thắng thứ 20. Chắc chắn là round deal chiến thắng thứ 20. 5 player của Sprout, chưa ai mất một cắt máu nào cả. Bây giờ mới có một người phải ngã xuống, nhưng Mizuta, anh ta làm hai bom sai A bây giờ trống thì tuyệt đối Mizuta có thể làm gì được. SOS, 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 bom sai A, SOS, bom sai B, SOS, Vitality, SOS. Trời ơi, cứu như thế nào bây giờ nhở? Trông giống là chúng ta sẽ overtime thứ 3, một trong số những cái kèo trận thi đấu mà mình đánh giá là vô cùng thể lực. Mà tôi nói thật là tôi không nghĩ rằng trận thi đấu này vào được overtime, nói thẳng. Làm gì có ai nghĩ đâu. Chả ai nghĩ là vào được overtime cả. Chết tịt. Chết tịt thật sự. Hỏng rồi. Đáng lẽ là chúng ta phải lấy thêm nhiều nước hơn cho cái trận này. Đúng. Đáng lẽ phải có phải tầm 3 chai nước chứ không phải mỗi người một chai. Chai 500 này không đủ. Không đủ. Tôi mà nào là... thôi xếp được AK. Ít nhất là cũng được. Gọi là thôi thế thì méo mó có hơn không, nhưng bây giờ mà đổi bảo là mua M4 thì nó cũng không gọi là hơi ai đuổi tí. Nhiều anh em hỏi là tại sao sếp làm cái gì overtime mà, nhưng mà anh em hiểu mà, city sai mà AK mà làm sao mua được một khẩu súng có tiền không mua được. Đây một tình huống mà Sayer bắn kinh thật, thế luôn. Sayer bắn ở phía T sai tởm dã man. Đội hình Fnatic chưa làm sao có cách để có thể counter lại quân bài Sayer này dù chỉ là một lần, trừ khi Sayer bị đồng đội bóp bằng những quả flash thôi, còn không thì Sayer đã làm hết. Sayer cứ đi công vào bom xe B. Chúng ta thấy là Sayer mặc dù bắn 31 chết 31, nhưng mà những cái mạng của anh ấy đều có những cái tính chất quan trọng là rất lớn, nhất là bên phía T-side. Bắn nhau hết tiền nét đến từ Vitality và Sprout. Và đúng nhìn khá là giống với việc chúng ta sẽ có overtime thứ 3. Bây giờ Dupree anh ta cầm ốp, anh ta vẩy. Tuy nhiên thì nó chả mang lại được bất kỳ một tác dụng nào cả. Gần như những play của Sprout không ai mất máu hết. Bây giờ Dupree lại một lần nữa cầm ốp, nhưng hãy cẩn thận cái timing nha. Còn góc thi đấu này thì Apex, anh ta bắn được vị trí vào round rồi. Có cơ hội đáp thêm quả lửa ra chặn bước di chuyển. Maurix đang bị nướng, nướng rất chín. Nhưng mới chỉ là một bước medium rare thôi, vẫn có thể cựa quậy được. Tạm thời có được cái lợi thế đến từ Vitality rồi. Và bây giờ Sprout họ sẽ xử lý ra sao đây, khi họ cũng đã sử dụng rất nhiều bom mìn của mình để thể gây áp lực lên khu vực A long cũng như là Axe. Và giờ thì có lẽ rằng sẽ đánh vào bom xe A thôi, thuyên chuyển quả bom này về bom xe A rồi. Và sẽ di chuyển từ đường Axe, trả ra những cái quả đồ của cục boiler để tránh đối phương có thể đẩy vào. Và với việc
Mà có người ở khu vực library này thì chắc chắn là Vitality biết không phải là Ax đâu, mà đó là Mid2B. Nhưng Apex đã phải ra đi mất rồi. Zygu vẫn còn ở khu vực bom CB thì tôi có thể tin tưởng được. Bắt đầu lắc ra, Zygu có mạng Stair. Stair nằm xuống thì tôi thấy cửa sáng rất lớn cho Vitality. Đối phương bắt đầu tăng vào, Mizuta làm đôi. Maric ở đây đang gặp quá nhiều trở ngại và chúng ta sẽ có cho mình chiến thắng 2-0 dành cho Vitality chứ không phải lượt thi đấu overtime thứ 3. Đây rồi, free caster, free Gucci caster thành công. Cánh chim nào rồi nó cũng sẽ mỏi và OT nào rồi nó cũng sẽ phải dừng thôi, chứ không thể nào mà nó đi mãi được. Và pha xử lý cuối cùng của Mizuta cũng là cái dấu chấm hết dành cho Sprout ở trong cái trận thi đấu BO3 đầu tiên của họ trong giải đấu ESL Pro League Season 15. Và chúc mừng Vitality, họ đã có một cái chiến thắng 2-0 khá là nghẹt thở ở Master Inferno. Và sẽ là đội tuyển chắc chắn rồi, đầu tiên có được cho mình đó là 3 điểm ở trong bảng thi đấu B. Nhưng dẫu sao thì 500 đốt vẫn còn tiếp sóng hai trận thi đấu của ngày hôm nay, đó là Fateland đối đầu với Ence, cùng với đó là Furia và các thành viên bên phía của team Outsider. Và các bạn đừng đi đâu cả, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại sớm trong cái cặp trận giữa Fate đối đầu với NC thôi. Hơi nóng.